Cầu xin cho các thiền được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu, sa thu lành thai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chí cú sa lâm măng cách tập băng ký đi dặn mà ca dê na quả cha mà na sa ti đa xê sư gà tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thi dê cho sa ta a san nhị nô các tăng bụn nhập phà lăng mày hằng sa pê phà ghi phà quản tư tê dễ tăng các tăng sư quý đi tăng định năng bụn nhập phà lăng mây gia dễ cho ta thân a cha nan thì để qua gần ta ni dê đại dùm sa pê lô cầm hi dê sa ta chi quan ta hà ra hai tu ca ma muộn năng khô cha năng sa pê là khoan tu mầm a chê ta sa ti. Bữa căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm tiên cùng là, bần trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mạch nhà. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường, xin thầu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Văn Liêm và anh chị em đạo hữu ghi giao đạo tràng. Và Nhật Quỳnh
Kính mời quý vị cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông thuyết giảng, trả lời những câu hỏi trong đạo tràng, và Nhật Quỳnh cũng mời quý vị soạn sẵn những câu hỏi cũng như những bàn tay chết chắc lên thì có Nguyên Trang vào rồi. Thì Nguyên Trang sẽ làm thị giả cho Ngài. Và nếu quý vị được thì đưa bàn tay xinh đẹp mình lên để hỏi thẳng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Ramma Chaloka Thi Bati Saham Bati Katan Chali Anthi Varang Aya Chatha Santi Thasap Tap Barachap Khacha Tika Đệ Sê Tu Thẩm Măng Anukam Bi Măng Bà Chăng Sát Thẩm Mà Phệ Riêng Bi Đa Danh Chà Cả Giang Sụt Tành Chà Bản Thăng A Phi Thâm Má Chậm Măng A Cơ Ta Danh Tơ Ta Tu Sát Chăng Đăng đăng bập bơ thà nảy dê bà rì xa và mắt chê. Phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ ca hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ chờ con. Dạ. Hàng chúng thanh tịnh, con xin thay mặt đầu tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ, và có Châu Phan người mở hàng. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Phật Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam sĩ nữ đồng đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Thứ nhất là xin Nhật Quỳnh, Nguyên Trang với Thiện Vũ, chúng tôi đã nhận được món quà của Nam Mô Thanh Na Xà Thu. Thứ hai nữa là bữa nay đây rất là nóng, tầm 6-7 độ đó quý vị. Thành ra ở đây nó nói rồi, nó nói trước, nó quên nên là có thể bị cúp điện. Thành là khi chúng tôi được nói mà tự nhiên quý vị nghe tắt tiếng là quý vị biết ông giảng sư đó đã mất mạng rồi nha. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Hy vọng rằng chư thiên sẽ hộ trì cho chúng con được tròn buổi học ngày hôm nay. Ngài không có bị mất mạng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con cũng xin thay mặt cho Thiện Vũ và Nguyên Trang thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, ngài đã nhận được món quà của chúng con và kính cảm ơn quý huynh đã chuyển giùm món quà này đến nhà ngài, rất là xa thú. Kính cảm ơn quý huynh rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì mời Châu Phan nha. Châu Phan đi cầm mic đi, hỏi ngài đi nha.
Dạ, Nam Mô Bồ Đà Dạ, Nam Mô Nam Mà Dạ, Nam Mô Sa Khả Dạ. Con đảnh lễ Ngài Chí Đức, dạ, Ngài Lữ Tông. Dạ, con có câu hỏi, mấy có gia đình, có bảy lắm gia đình anh em con á. Cái câu hỏi là khi mà ngày ngày đám giỗ của ba mẹ con á, một số anh em muốn lên lên chùa Thái Lan làm trai tăng rồi cúng dường tam bảo luôn ở chùa, ở chùa luôn. Một số thì nói không cần, làm ở nhà thôi. Ngày ngày cho con biết để mấy đứa em con thì biết, nhưng mà mấy đứa em con nó muốn nghe ngày ngày chỉ dạy cho mấy đứa em con để cho nó được những lợi ích trong cái việc bố thí cúng dường tam bảo á ngài. Con cảm ơn ngài rất là nhiều ạ. Dạ em để gần nha, nó nghe rõ không ạ? Dạ con bỏ máy em mít xuống nha ngài. Nam mô Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chủ vị, nhỏ quá nghe không được, dạ lặp lại đi để gần ấy, mở cái lo cho nó lớn chút. Nam mô Thà Gia. Dạ câu hỏi của con là về nhà ngài, lúc mà đám giỗ á, đám giỗ của ba mẹ đó, thì một số anh em á, gia đình á muốn lúc nào cũng muốn lên chùa Thái Lan á làm trai tăng rồi cúng dường tam bảo ở chùa luôn. Còn một số thì nói là không cần, chỉ làm ở nhà thôi đủ rồi. Mấy đứa em hai phái nói chuyện về vậy nha. Bây giờ đứa em mình xin phép Châu Phan nha. Dạ con bạch ngài, tại vì Châu Phan đang đang dùng máy thở và đạo tràng, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Phạm Vượng. Dạ bạch ngài, tại vì Châu Phan đang dùng máy thở đó bạch ngài, nên là coi như là không có được nói được to lắm. Dạ con xin phép lặp lại, máy con nghe chắc tốt hơn máy ngài, nên con xin phép lặp lại câu hỏi của Châu Phan. Và đạo tràng khi nghe Nhật Quỳnh lặp lại hoặc Châu Phan nghe mình Nhật Quỳnh lặp lại, nếu có sai chỗ nào chắc lên cho Nhật Quỳnh sửa ngang Châu Phan và đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cảm ơn rất là nhiều. Và bạch ngài, Châu Phan ý muốn hỏi là ngày giỗ của cha mẹ có hai anh em, có hai phe, tức là hai anh em, có mấy anh em có hai phe, thì một số thì muốn làm đám giỗ ở chùa Thái Lan để hồi hướng phước cho cha, một số anh em thì lại muốn làm đám giỗ tại nhà, tại vì không cần thiết phải đi lên chùa. Và bây giờ thì Châu Phan muốn xin ý kiến của ngài, mình làm giỗ cha mẹ mình làm nơi đâu cho tốt. Bạch ngài, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chủ quý vị, vấn đề đầu tiên đó là mình muốn hỏi phước báo thì mình phải làm cái gì để cho có phước. À, thì như vậy đi chùa hay là ở nhà đó, nếu có thể tạo phước báo được thì đều làm được hết đó. Nhưng quý vị phải so sánh được coi đi chùa làm phước thì phước nó nhiều hơn hay là ở nhà làm phước phước nó nhiều hơn. Bởi vì chúng ta chỉ hồi hướng, tức là đem cái phước báo chúng ta làm đó dâng đến cha mẹ. Thành ra nếu mà mình làm ở chỗ mà mình cái phước ít quá thì nó không có khả năng, cái phước đó nó quá ít hay quá nhỏ thì nó không có khả năng để nó tới với cha mẹ được. Thành ra thường thường đó, mà cái phước thường thường chúng ta làm để cái người quá giảng có thể nhận được đó, là chắc chắn là nó không phải là những cái phước giống như ngồi thiền hay làm gì, bởi vì biết là nhân nào quá đó, chúng ta không biết cái người đó đi ở cõi nào. Mà bây giờ mình hồi hướng cái phần mà để cho người đó làm cho trí tuệ phát sanh thì cái chuyện thấy chúng ta nghĩ là nó không có chính xác. Thành ra những cái điều mình có thể mình làm được là những cái phước vật mà thôi. Thì bây giờ phước vật đó là thứ nhất, thọ tam quy ngũ giới.
bố thí, à, nghĩa là dân cúng vật thực gì đó. Rồi sau đó với sự làm chứng của chư tăng thì mình mới đem cái những cái gì mình tạo đó, cái phước mình tạo đó, à, hồi hướng phước báo để cho tới cha mẹ, thì cha mẹ may ra có thể nhận được, may ra thôi, chứ còn chúng tôi không có nói là chắc chắn, may ra thôi. Tại vì thế nhiên có nhiều cái trường hợp đây để cái người mà quá giảng nhận được, thứ nhất là phải biết cách nhận, thứ hai đó là cái phước đó nó phải có năng lực. Chứ còn thường thường nếu mà nói mình làm phước thì nó dễ, mà không cần đi chùa mình cho ngoài mình hồi hướng quá được, không có khả năng quý vị. Không có khả năng mà cái phước đó nó có khả năng nó tới với người đã qua bản đâu. Trong một chuyện tiền thân của Đức Phật đó, có đề cập tới đó, cái phước mà có thể dân cúng đến cái người đã qua bản đó, thì cái người nhận tối thiểu phải 8 giới. Mình làm phước với cái người tối thiểu đó, chứ không phải là mình muốn cho ai cho. Dĩ nhiên nó có phước, nhưng phước đó nó có đủ năng lực. Thành ra quý vị có thể lựa chọn ở nhà quý vị làm phước, cái phước đó nó mạnh, hay là quý vị tới chùa nào để làm phước để cho cái phước đó nó mạnh đó. Mà quý vị có biết cách hồi hướng phước báo như thế nào, mình hạ bãi xong rồi mình cái nói phần phước này xin hồi hướng cha mẹ tôi, xin lỗi chưa chắc cái người ở cái cõi đó họ nghe được tiếng Việt của quý vị, họ nhớ chuyện đó, đó. Ngày xưa đó ngạ quỷ mà là vua có thân nhân của vua Bình Sa đó, khi làm lễ trai tăng tới Đức Phật và chư tăng rồi đó, thì ông ta mới phát ngôn cái câu, có lẽ là quý vị con cũng nhớ, thì đăng nô nha ti năng hổ tụ sụp đi ta hổ tụ nha tại vô, chứ không bây giờ ông nói tiếng Ấn Độ hay là tiếng Việt thường giống như mình bây giờ xin hưởng phước báo này tới cha mẹ con anh này kia sùng đó, chuyện nói chuyện dẫn chơi quý vị. Thành ra nghe cái kinh điển vậy, muốn cho cái những người ở các cõi khác nghe, thường tại sao phải tụng Bali. Nếu nói ngôn ngữ nào cũng nghe được, Đức Phật ngài ở Ấn Độ, sau ngày lúc ngài lên cung trời không nói tiếng Ấn Độ. Đâu vì anh hiểu có một số cái điều kiện mà nếu mình gặp được chư tăng thì mình tạo phước báo nó chắc chắn hơn là mình ở nhà tự đi làm hoặc là tự biên tự diễn. Thành ra nên đi tới những cái nơi nào chư tăng người ta biết cách, ta cho mình thọ tam quy ngũ giới, ta nói về những lợi ích về phước báo hay là tạo phước báo như thế nào để dân cúng đến người đã qua bản được đồ này và coi như chuyện như vậy đó, thì cái phước đó nó mới có khả năng để cho tới cái người nhận được. Thế còn nếu không thì nhiều khi không được gì cả. Nam mô Phật Thầy nhé. Nam mô Bích Thai nha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có nghe âm thanh con lớn không ạ? À? Con đã mở hết rồi. Dạ, dạ con đã thấy chú Châu Phan, sa thú con tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn chú đã đặt câu hỏi ạ. À. Và nếu mà chú còn câu hỏi thì chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi nha chú. Dạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Và quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Dạ. Và con kính mời quý cô chú đạo hữu ạ. Những cái câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng để đạo tràng được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính mời. Dạ con chưa, dạ sa thú đạo hữu tu học Phật pháp, dạ kính thưa ngài con xin đọc ạ. Kính thưa sư, giới cấm thủ là gì? Quan điểm cho rằng chỉ làm bố thí, cúng dường, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú là đủ, là đạo lộ dẫn đến giác ngộ giải thoát mà không cần đến việc tu tập thiền quán tứ niệm xứ, thì suy nghĩ này có rơi vô giới cấm thủ không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn thầy, dạ kính thưa quý vị. Cô Nguyên Trang chỉnh cái âm thanh lớn chút cho cái âm thanh của cô nhỏ hơn cái tiếng quạt của máy sư đó.
Tóm tắt giới cấm thủ là gì? Mình tin tưởng vào cái con đường nào đó mà có thể là nó dẫn tới đạo quả được đó, thì cái đó gọi là giới cấm thủ, nghĩa là mình chấp sai rồi. Ví dụ như bây giờ mình tới một cái chùa nào đó, người ta nói là làm vậy mà sẽ đi được giải thoát gì đó, nhưng mà nếu mình đọa vô những cái điều Đức Phật dạy đó nó không đúng. Đức Phật dạy là phải đi từ đâu, làm gì, tới bao nhiêu. Ví dụ mình vừa vào 37 phẩm trời đạo nói cho chắc ăn, nhưng mà cái đó nó không phù hợp. 37 phẩm trời đạo chắc chắn là mình đi không có tới cái nơi giải thoát, mà mình cứ nghĩ rằng đi vậy là đi tới nơi giải thoát được. Cái đó là giới cấm thủ. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con không biết cái này nghe rõ hơn không ạ? Tại vì con đổi qua cái điện thoại á ngài, con không biết là ngài có nghe được âm thanh con rõ không. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Dạ nghe rõ hơn sa thú Xích Hà. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính mời những bàn tay. Dạ trong khi chờ đợi sa thú bàn tay của Xích Hà. Dạ con Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Xích ha. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni. Con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tâm, Ngài Trí Đức và Đạo Tràng. Dạ thưa Ngài, con không biết Ngài có nghe con rõ không ạ? Dạ để con có câu hỏi. Dạ thưa Ngài, trong kinh đó, con thấy thường khi mình làm một việc thiện gì cứ nói là nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn, rồi nguyện cho các pháp ngủ ngầm trong tâm đó, thì con chưa có hiểu các pháp ngủ ngầm trong tâm cái chi pháp nó là gì. Thưa Ngài, xin Ngài giải thích cho con rõ hơn ạ. Dạ con xin tri ân Ngài, con xin trao mic lại. Nam mô Phật Thầy. Dạ kính bạch chư tôn thì dạ kính đưa cho quý vị, các pháp ngủ ngầm nơi tâm nó gọi là nút sợi giá, tức là có bảy pháp tất cả rồi. Thường mà nếu quý vị đi vô chỗ nào đó thì cũng nghe mấy ông sư ông giảng về cái vấn đề đó đó, tức là bảy pháp ngủ ngầm đó, nút sợi giá, tham sân tà kiến dụng dùng đó, thành ra ai cũng có cái đó hết á. Thường thường là mình nguyện chấm dứt cái đó, là kể như là mình có thể mình đi tới cái nơi đàng hoàng, tức là giải thoát đó. Nhưng mà thường thường đó, mấy cái pháp đó, tại vì nó trong cái lộ trình tâm của mình đó, mà nó không có hiện ra, hay là nó không có gì, mà tới chừng khi mà nó ra ngoài thì nó khác rồi. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà chúng ta nhiều khi chúng ta tìm không có ra nó, mà chúng ta không có thấy được, ngoại trừ là nhờ vào cái sự chứng nhận của Đức Phật mà thôi. Thành ra Đức Phật dạy cái đó thì chúng ta biết thôi, nhưng mà hỏi nó là cái gì nhiều khi cũng không biết được đâu mà giải thích nữa, chứ đừng có nói. Nó có bảy chuyện tất cả, bảy chuyện gọi là anusaya đó. Thứ nhất là kama anusaya, cái thứ hai là phá hoa anusaya, thứ ba là Batika anusaya, thứ tư là Mana anusaya, thứ năm là Thiết Thả anusaya, thứ bảy là Quý Vị Kịch Trả anusaya, và thứ tám là Vinh Trả anusaya. Thì thứ nhất kama tức là dục, cái gì đó không biết tiếng Việt, cái này gọi là dục, không nhớ tiếng Việt cái chữ này. Phá hoa anusaya tức là kama anusaya, tức là chi pháp nó là lô phá tâm tham, tám tâm tham. Rồi cái thứ hai là phá hoa anusaya, tức là sự dính mắc ở trong cảnh giới của sắc giới, của sơ vô sắc giới, hoặc là của thiền sắc giới, thiền vô sắc. Còn cái thứ ba là Batika Anusaya, tức là
cũng là một loại pháp ngủ ngầm, mà chi pháp của nó là tâm sân, mana nút sẽ giá, tức là mạng đó, ngã mạng, ngã mạng. Cái thứ tư là tiếp thả nút sẽ giá, tức là tà kiến, tích thị đó, tích thị tà kiến. Thứ năm là quý trì cái trả nút sẽ giá, tức là hoài nghi. Và thứ bảy là bây giờ nó sẽ giá, tức là vô minh. Thì không biết là nhất dục ái, thế nhị là phá quá, nó sẽ hữu ái, hữu ái. Rồi cái thứ ba là bạch kha là sân, sân. Thứ tư là mana là mạng. Thứ năm thiết thả là tà kiến. Thứ sáu là hoài nghi. Và thứ bảy là vô minh. Thành ra tôi nhớ vậy mà tiêu tiếng Việt cũng không biết, nhớ đúng hay không, nhớ tên vậy thôi. Nó bảy cái điều đó. Bữa nào nếu mà muốn nghiên cứu rõ là trong Tăng Pháp Tập Luận chương 7, chương thứ 7 đó, thì cho thấy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy Xích Hà sa thú, sa thú ạ. Dạ, kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ, Nguyên Trang xin gửi mic lại cho Xích ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, thưa ngài, nếu mà bảy cái pháp ngủ ngầm trong tâm như vậy nó, thưa ngài, thì có cái phương cách nào để mình có thể diệt trừ hay là giảm bớt những cái pháp ngủ ngầm trong tâm mà con kính trao mít lại cho ngài. Mà kính thưa quý vị, kính thưa kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó mình muốn diệt mấy cái này nó tùy theo cái điều kiện của cái điều kiện riêng của mình, chứ mình giờ mình muốn nói vậy cũng được. Cái điều kiện nghĩa là tu tập của mình á, dựa vào cá tánh, dựa vào bao nhiêu chuyện á, thì tới cái lúc nào đó những cái nào mà mình nó phù hợp với những cái lộ của năm 10-16 cái tuệ minh sát đó, thì nó diệt cái chỗ nào đó là do cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ mình muốn diệt cái này mà nó không nằm trong cái cá tánh, cái điều kiện tu tập của mình thì cũng không có được. Bởi vì trong các phiền não nó chia làm tới 9 cái mục khác nhau. Phiền não của mình á, chứ đâu phải ấy đâu. Thành ra có người diệt cái này, có người diệt cái kia, chứ không hẳn là mình phải diệt cái pháp ngủ ngầm đó được. Thành ra cái đó là tùy theo cái khả năng của mình. Mình đi tới cái lúc chỗ nào đó thì ông thầy sư ông sẽ nói cho mình theo khái khái cho biết thôi, chứ ông chưa chắc ông đã nắm vững được. Bởi vì những cái pháp này nó rất là vi tế và rất là chi tiết. Thành ra mình học rồi, mình học căn bản để mình học cái pháp hành để đưa tới sự tận diệt phiền não. Mà cái lúc gần tận diệt là vào những cái tệ cao kìa. Mà cái tệ đó thì chúng sanh đi tới đâu hay tới đó. Chứ còn bây giờ hỏi chúng tôi không biết đường đâu mò ha. Thành ra có những cái là mình đi chưa tới đâu hết rồi mình muốn biết là mình cái tâm mình nó sẽ hoang mang trong khi mình hạ thủ rồi buông cái hành của mình, nó hoang mang không biết cái đó là cái gì, cái đó là cái gì. Thành ra có những cái chỗ mà quý vị thấy là ví dụ như việc là thân kiến hoài nghi với cấm thủ là sơ đạo sơ quả, cái đó chỉ nhằm một số người thôi. Có những số người khác ta không có, ta diệt cái khác, nhưng mà cũng đắc sơ quả, sơ đạo sơ quả như thường, chứ đâu phải lúc nào phải diệt cái đó. Mà cái cách nói nhiều khi nó cũng có nhiều cách nói khác nhau. Ví dụ như mình nói theo cái kinh tạng thì mình nói là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, nhưng mà nếu mình nói theo di pháp thì chỉ có hai tâm sở thôi, tức là tâm sở tà kiến với tâm sở hoài nghi, tùy theo. Chứ mình đi rác mình đi tới đó đi, chứ cậu bây giờ chưa hết và đứng nhìn cuối đường hỏi cái đó là cái gì thì cũng chịu chết thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đầu trang. Dạ, con đã thấy Xuất Hà. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, kính cảm ơn Xuất Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng.
À, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý vị có thể đưa bàn tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời. Dạ, kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi và bàn tay, dạ con có một câu hỏi thưa ngài. Dạ con bị kẹt. Dạ, dạ thưa ngài, ở trong mà lục căn á ngài, cũng như là lục căn tiếp xúc với lục trần, ngũ căn ngũ để con hình như cái câu của ý là sinh ra lục thức ở trong đây. Dạ con lộn câu, dạ để con hình như là lục căn, tại vì con hình như con lộn cái câu này rồi. Dạ dạ để con á, con xin sám hối ạ. À. Ngũ căn, dạ dạ con xin sám hối. Dạ con hả, để một hồi cái câu hỏi con coi lại. Con coi lại rồi con sẽ hỏi ngài ạ. À. Dạ thưa ngài, ở trong đây khi mà dạ con xin đọc một câu hỏi của một vị bạn đạo ạ. À. Dạ con cho ngài, cho con chờ con chút xíu, con xin đọc câu hỏi. Dạ con xin thắm hối. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. À. Dạ có một câu hỏi của một vị bạn đạo hỏi là bốn nguyên nhân tạo ra sắc pháp là nghiệp, tâm, thời tiết và thực vật. Thưa sư, bốn nguồn này đều tạo ra tám sắc bất ly. Vậy tám sắc pháp này giống nhau hay khác nhau ạ? À? Dạ con dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con kính tri ân ngài ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự nó tám sắc bất ly cái tên nó giống nhau, nhưng cái điều kiện thì nó phát sinh nó khác nhau, cho nên nó giống nhau được. Giống hạn như mình bây giờ cũng vậy chứ. Ví dụ cái tâm tham nó đang phát sinh bây giờ, nhưng vậy bữa sau tâm tham nó phát sinh nó hơi khác, chứ làm sao đó là một được, nó bây giờ là một đó. Nhưng mà thường thường thì nói tới sắc thì thường nó có bốn cái điều kiện. Vậy là bốn điều kiện là gì? Là nghiệp, tâm, vật thực với thời tiết. Thì em biết thôi, nhưng mà thời tiết của cái người mà đang ở cái nơi đó, cái khí hậu nó như vậy thì cái sắc nó khác, chứ làm sao nó giống nhau được. Nếu mà cái sống nó giống nhau thì mình với Mỹ giống nhau thì sao khác được. Nhưng mà nói về bản chất thì nó giống nhau, tức là chữ sắc đó mà tùy theo mình nhìn với độ nào, nhìn theo phương diện mà về thực tính pháp thì nó chỉ là cái bản chất là cứng hay mềm, ví dụ vậy. Nhưng mình nhìn chỗ khác nó khác. Thành ra mấy cái chỗ đó là mình ngồi mình nghiên cứu đó để cho càng ngày mình tóc mình càng mau bạc, chứ cái gì đâu, học đi học cái những cái căn bản. Rồi để mình hạ thủ công phu trước, rồi sau khi mình đi tới nơi nào đó rồi mình mới nghiên cứu, thấy không? Nghiên cứu để cho thành cái người như thế nào đó là sau khi đã xong rồi. Chứ còn bây giờ mình chưa gì hết mà mình muốn biết về thì không bao giờ mình đi tới nơi hết đó. Thứ nhất là về Phật pháp. Phật pháp bao la lắm, mình đi chưa tới nơi mà không biết niết bàn là sao, cứng mềm dài ngắn như thế nào thì thôi, chứ đi có bao giờ biết bao giờ tới. Tập đi tập những cái nào mà tương đối là nó giúp cho mình đi trên cái con đường nó nhanh tới nơi cho nó sớm, rồi sau đó ngồi, ví dụ như mấy mình giờ mình đắc, ví dụ như mấy bậc A La Hán ta đắc rồi đó, ta ngồi ta vẫn nghiên cứu lại kinh điển để làm gì, ta bảo trì, ta duy trì một số điều kiện. Đó, thì tập nên theo những cái vị đó thì tốt hơn. Giờ chưa tới đâu mà muốn biết nó là cái gì thì không có nên. Tới nơi đi rồi ngồi học tiếp đó, như các vị A-la-hán quý vị thấy không, ta đắc rồi ta cũng hành thiền cả ngày, ta cũng học những cái sách vở Đức Phật dạy, chứ đâu người ta đâu có đắc rồi người ta nằm ngủ cả ngày đâu. Còn mình chưa đắc thì mình nằm ngủ cả ngày, mà còn chưa muốn biết gì thì cứ ngồi suy nghĩ cả đêm này thôi, không được là gì cả. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ.
Dạ con thấy đạo tràng rất là đông mà chưa thấy câu hỏi gì hết. Dạ con kính mời quý cô chú ạ. Dạ quý cô chú có những câu hỏi, những thắc mắc trong tuần qua thì mình có thể hỏi với ngài ạ. Mình đừng có ngại là cái câu hỏi của mình tầm thường hay gì hết ạ. Tại dạ sa thú câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Con xin đọc ạ. Kính thưa sư, chữ Áp Bá Ma Đá thường được giải nghĩa là không phóng dật, không dễ vui, không khinh suất. Nhưng xét ở khía cạnh thực hành thì chữ này có phải ám chỉ sống có niệm xá tí và tỉnh giác xâm bách tranh nhá? Theo tinh thần của bài kinh tứ niệm xứ phải không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chư chư Bà Ma Đá nè, trong cái câu mà Đức Phật hay khuyên chư tăng cũng cần sinh nam phượng nữ sáng trưa chiều tối ngày đều khuyên hết đó. Thì cái chữ này đó chúng tôi có tình cờ đã thấy trong chú giải, thì họ nói đó cái lời khuyên Đức Phật đó, tức là nghĩa là không nên dễ vui, không nên phóng dật, hay không nên thất niệm gì đó. Cái câu đó, đó nó có nghĩa là cái mục tiêu của câu đó là phải hành tứ niệm xứ, nghĩa là hành pháp hành chứ không nói tiếng nào đó, chứ không phải là mình chỉ có niệm thôi không đủ, hay là có tỉnh giác không cũng đủ, mà phải hạ thủ công phu hành tứ niệm xứ đàng hoàng được mới là đúng nghĩa của chữ Áp Bá Ma Đá nè. Đức Phật là tháng một lần, ngày tối một lần là ngài cứ nhắc nhở vô tăng đó. Hẳn khả ra nay cha Áp Bá Ma Đề Ná Sẩm Ba Đề Thạ đó, tức là Sẩm Ba Áp Bá Ma Đề Ná Sẩm Ba Đề Thạ đó, tức là không nên dễ vui, tức là các ngươi phải hành thứ niệm xứ thường xuyên. Đó là theo chú giải giải thích, thành ra chú giải thích cái câu này á. Áp Bá Ma Đá đây không có nghĩa là niệm, không có nghĩa là tỉnh giác không, mà phải là nó cả một cái chu trình của cái pháp hành tứ niệm xứ. Nam mô Bồ Tát. Dạ Nam mô Bồ Tát. Dạ và con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật Pháp, kính tri ân sư và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sa thú câu trả lời của ngài ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời những bàn tay và những câu a chát ạ. Dạ quý cô chú có thể nếu mà ngại không giơ tay thì có thể chát trên màn hình ạ. Dạ con kính mời. Dạ mỗi người có một câu hỏi thì đạo tràng sẽ rất là sống động mà. Dạ con không biết cô Meta có câu hỏi không cô? Con thấy Huỳnh Giang nè, rồi Xích Duyên nè, rồi Như Cánh Chim Trời. Dạ trong đây rất là đông mà. Dạ sa thú câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi ạ. Kính thưa sư, tâm sanh lên phải có vật nương, quát thú. Chúng sanh cõi vô sắc thì vật nương của tâm ý thức là gì thưa sư? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, chúng sanh ở cõi có quách thụ thì mới những cái tâm nó phải nương, có những cái tâm nó nương cũng được, không nương cũng được. Thứ nhất là những cái loại tâm mà sanh ở cõi vô sắc thì nó không cần nương. Nhưng mà nếu cái tâm nào mà phải nương quách thụ đó mà nó sanh ở cõi vô sắc thì nó không thể sanh lên được. Điển hình là cái tâm sơ đạo đó. Tâm sơ đạo là phải nương quách thụ chắc chắn. Thành ra phàm nhân sanh lên cõi vô sắc không thể nào đắc đạo quả được. Thành ra có những cái tâm nó nương, có những cái tâm nó không có nương. Ví dụ tâm đại thiện á,
nó ở cõi có bậc thì nó nương nó lên sơn cõi sắc thì nó xin được vợ bằng nương vậy đó. Nhưng mà ngược lại có những cái tâm nó phải nương mà nó sanh nó trên được cõi nó không có nương thì không có thể sanh được, mà không sanh được thì mình ở cõi đó thì mình cũng lép vế thôi. Ví dụ như bây giờ huynh tu học Phật pháp nè, ở đắc thiền vô sắc lên đó rồi đó, mà có hành thiền tứ niệm xứ thiền gì nữa cũng không thể nào đắc đạo quả nữa, bởi tâm sơ đạo là nó phải nương vật chắc chắn 100% là phải nương, nên lên đó không có quách thụ thì nó không thể sanh lại được. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Hà. Dạ Nguyên Trang xin gửi mic lại ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức. Và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, nãy Nguyên Trang có nói về lục căn thì con lại có cái thắc mắc là con cứ nghe nói là thu thúc lục căn, mà thu thúc lục căn cái ý nghĩa rộng chi pháp của nó là gì, và ngài có thể giảng dạy cho tụi con rõ hơn ạ. Dạ con kính tri ân ngài, con xin trao mic lại. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chủ vị. Dạ, rồi mới kể nghe nhỏ qua con nghe. Thường thường mình thu thúc đó, giống như là mình cẩn thận, mình canh chừng đừng để ác pháp xen vô. Mà cái căn là thì mình hiểu theo chỗ là cái nơi nương để cho cái tâm nó sanh. Thành ra khi mà mình thu thúc là thu thúc gì? Không phải mình thu thúc cái tâm nó dính vô đó gì đó, mà thu thúc khi nó vô đó nó nương rồi, rồi ác pháp nó đừng có đi theo. Bởi vì nó nhanh ghê lắm, mình phải thu thúc, chứ còn mình không thu thúc là ác pháp mới vô chèn vô liền. Bây giờ cũng vậy đó. Như vậy là nhớ khi mà cái sắc mà nó xúc vô cái sắc thần kinh nhãn á, chỉ có mấy sanh là thôi là có thể là ác pháp vô rồi. Bởi vì nếu vị nào học lộ trình tâm sẽ biết khi nó xúc là nó xúc trước đó một vài cái sát na, như là sát na phá quần thái cha ná, phá quần cứu bạch chảy thá, bên chả đồ quách chân ná, rồi chặt khủ yên nhà ná, sẵn bạch tịch chân ná sẵn thì ra ná quốc thọc thân ná, rồi xuống đó là cái mảy đồng tóc đó là có thể là ác pháp. Hay là mình thu thúc để cho khi mà nó những cái đó mà nó tới đồng tóc, cái đồng tóc nó vẫn có thể là thiện pháp được, chứ không có để ác pháp. Hay là chứ thu thúc này đó nó nhiều chuyện khác nhau lắm, chứ không phải một hai chuyện. Tùy theo cái điều mà đi theo nó mà muốn nói về cái phương diện nào đó. Anh cái đó là vô chỗ nào thì họ cũng dạy đó, vô trường thiền họ cũng dạy, và đi học thì họ cũng dạy đó. Thu thúc mà thu thúc nó có nhiều chuyện lắm, nhiều khi mình dịch dạy tiếng Việt mình có lẽ là nó nghèo quá ra mới dịch dạy. Ví dụ như mình cẩn thận trong cái việc mà dùng cơm cũng gọi là thu thúc, thúc trong về thọ nhận dịch thực đồ này kia là thu thúc đó. Có những cái chữ riết rồi mình nói riết nó quen miệng, mình nhiều khi mình cũng hiểu rõ nhiều khi nó là cái gì. Nó khổ cho đó. Anh mình nên hiểu cho nó dễ hiểu là cẩn thận canh chừng, cẩn thận để ý đừng để cho ác pháp nó dựa vào đó để nó phát sanh. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính đảnh lễ sư pháp Trang vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con dạ con đã thấy Xích Hà, con kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính ồ sa thú bàn tay của huynh Chánh Tâm. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho huynh ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo.
Con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức. Và con xin kính chào đạo tràng. Thưa sư, con có câu hỏi là nếu mà cái người tu trong thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ đó, khi họ đến cái tầng tuệ như là vô thường khổ vô ngã, hay là tệ diệt, hay là tệ sanh diệt, thì con muốn hỏi là người đó sao họ biết, họ biết là họ đến cái tầng tuệ đó, vì cái pháp chân đế khắc rất là khó để diễn tả và để họ và nói cho vị thiền sư đó, và vị thiền sư đó họ có hiểu là mình đang ở cái tầng tuệ đó không? Xin sư giải thích cho con về vấn đề đó ha. Con xin xuống bích thần cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn này, kính thưa chư quý vị. Mình cái người hành giả có thể là không biết cái đó là cái gì, nhưng nếu người đó biết cách trình pháp thì ông thầy sư ông biết, không biết cái đó là cái gì. Mà khi ông biết cái đó là gì, ông biểu như thế nào, làm như thế nào, chứ ông không có nói đó là tệ gì. Bởi vì khi mà cái trong những cái tệ mà nó đi lên nó một hai tệ đầu thì nó tương đối nó rõ ràng, nhưng mấy tệ sau thì chỉ đa số là thường là mình nói mình thấy sanh diệt, chứ không phải mình thường thường là mình thấy một trong tam tướng mà thôi. Nên thì một trong tam tướng đó nghĩa là những cái vị thiền sư mà kinh nghiệm á, theo cái trình pháp thì họ dựa vào cái bài kinh mà của mấy cái vị A La Hán xưa nói nhau đó, bài kinh Tuần Đường mà có 7 đoạn đó, để người ta biết mình đang ở chỗ nào, ở chỗ nào. Là nếu mình gặp được bậc thiền sư bậc thánh thì người ta biết rõ ràng, người ta nói cho mình rõ ràng. Chứ còn nếu mà phạm nhân với nhau á, thiền sư có kinh nghiệm thì cũng chỉ có thể giải thích thêm cho mình thôi, chứ còn hỏi cái đó là cái gì chắc chắn thì thưa quý vị, danh sắc nó sanh diệt nhanh lắm, nói không khéo là người ta hiểu lầm. Thành ra thường đó, quý vị đi những cái trường thiền tứ thiện, quý vị trình pháp, bây giờ ông thiền sư đóng nói tới đâu tới đâu, không bao giờ. Mình chỉ cần trình pháp để ông biết được cái trạng thái mà cái tâm mình nó đã nhận ra lúc đó, để ông biểu mình nên làm gì, thêm bớt, lùi tới, đi lên, đi tới, đi lui như thế nào thôi. Chứ không bây giờ mà ở đó là cái tệ đó nghe, rồi tới đó rồi đó, không có, không bao giờ. Quý vị gặp thiền sư nào mà nó ở tới tệ đó rồi, quý vị nên cẩn thận. Bởi vì cái tệ đó, người ta dựa vào đó để người ta đo cái lượng sự tiến bộ của chúng sanh đó trong cái phục hành, đối với đối tượng họ thấy thôi. Nhưng mà không chắc nó đúng 100% đâu. Ngoài trừ những bậc thánh thì người ta còn biết rõ, chứ còn mình không có biết. Còn cá nhân cái người đó thì biết chắc chắn là khi nào tới tệ đạo tệ quả thì mới biết chắc chắn, thôi cho mấy tệ khác chưa chắc. Tại sao tới tệ đạo tệ quả biết chắc chắn? Bởi vì khi mà cái lộ trình tâm đó đó, lộ đạo mà nó diệt rồi thì nó có năm cái lộ mà gọi phản kháng phát sanh, thì cái người đó mới biết mình ở đâu. Chứ còn chưa tới đó khó nói lắm. Nam mô Bổn Sư Thầy ạ. Dạ, thưa sư, con cũng còn thắc mắc là giống như nếu mà mình nói là mình đi học với vị thiền sư đó, thì theo con bên Miến á, thì những vị thiền sư á, có một số vị là pháp học và pháp học với pháp hành thường đi đôi với nhau thì mới gọi là một vị thiền sư đúng. Nhưng mà có một lần con đi qua học thì có một vị thiền sư, có một số đệ tử hay vị tăng, có người nói là người này đến là cái tệ diệt hay tệ sanh diệt hay là tệ xả hành. Con cũng thắc mắc là tại vì cái pháp chân đế nó rất là khó diễn tả, tại vì không có thể diễn tả được trong cái ngôn ngữ được. Như nói sanh diệt thì nói như vậy thôi, nhưng mà nếu thật ra cái người mà tu tập chính họ thì họ hiểu hơn. Nhưng mà khi họ trình pháp với vị thiền sư đó, nhưng mà nói một cách về cái khái niệm tục đế để cho vị thiền sư hiểu á, thì họ với họ có pháp học á, thì họ hiểu là cái người này đến cái tầng tuệ nào. Nhưng mà cái người mà hành thiền thì cái họ pháp học thì họ
không bằng, tại vì vị thiền sư đó là vừa pháp học pháp hành, nhưng mà pháp học của họ cao hơn, họ hiểu về kinh điển hay chú giải thì họ hiểu đó. Thì sao con có nghe một số vị thiền sư nói người này tệ này là tệ diệt, tệ này tệ xả hành, nhưng mà theo sư nói thì chỉ có vị thánh họ mới hiểu cái vị này là ở cái tầng tuệ nào, thì con cũng hơi hoang mang về cái vấn đề đó, xin sư nói rõ tí xíu gì cho con ạ. Con cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Một cái gì được gọi là thiền sư đó, trong chú giải như trong thanh tịnh đạo có đề cập tới những cái giống như cái mà để biểu lộ ra đó, cho biết cái gì đó có khả năng làm thiền sư đó. Thứ nhất phải là bậc thánh, thứ hai là bậc đã đắc thiền, hoặc thứ ba là tam tạng pháp sư, thì cái vị đó mới có khả năng làm thiền sư. Còn chúng tôi không biết những cái quý vị mà đi ra qua đó hành như thế nào thì chúng tôi không biết, bởi vì mình không có khả năng biết cái vị đó tới đâu đâu. Chúng tôi cũng đi nhiều trường thiền nhưng mà chúng tôi không biết cái vị đó tới đâu, chỉ biết là khả năng pháp học của mình đáng làm thầy mình để mình cứ theo mình tu tập thôi. Còn mình tới đâu mình còn chờ, cũng còn ngáp ngáp ở đó. Thành ra quý vị học đi, chúng tôi nói bao giờ vậy đó. Nếu quý vị học tới nơi rồi đó, quý vị có trình pháp trình gì mà thì đó mà nói gì đó là quý vị có khả năng quý vị biết đúng giống như là quý vị đã thấy hay là đã trình pháp hay không. Nếu quý vị không có pháp học, quý vị mơ mơ màng màng quý vị trình pháp, thì chúng tôi hay dùng cái câu là người đuôi dẫn người mù đi đó, trước sau cũng lọt giếng giống nhau. Rồi cẩn thận, là một cái thầy giá. À, con muốn hỏi sư, vậy nếu mà con trình pháp trực tiếp thẳng với sư và con nói thẳng về cái trạng thái, cái sự giống như một cách gì, nếu mà nói về trục đế mà miêu tả cái chân đế đó, con nói con ở cái trạng thái đó như thế nào, thì sư có thể, nếu mà con trực tiếp thẳng với sư thì sư có hiểu là con đang ở đến mức nào không? Xin sư có thể cho con biết vấn đề này, thì con có thể trực tiếp thẳng với sư được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Chúng tôi đã nói nhiều lần chúng tôi không phải là thiền sư, không có tư cách để làm thiền sư đâu em. Mới học thôi, chứ còn học để mình hành, để mình tạo phước báo riêng cho mình, chứ không ai. Anh đâu quý vị có nói gì, chúng tôi cũng mơ mơ bằng màng dựa theo pháp học để trả lời quý vị số vấn đề mà thôi. Chứ chúng tôi không thể trả lời một cách chi tiết giống như các vị thiền sư thứ thiệt. Đó. Thành ra đừng hy vọng mà gặp chúng tôi rồi nói tới nó luôn, hồi tôi cũng giống cũng tào lao thôi chứ làm gì, không có đâu. Rồi chúng tôi xin nói thật yêu quý vị đó, không phải chuyện chúng tôi mà những gì khác. Nếu họ có khả năng thật sự như vậy đó, nghe khả năng thật sự mà xứng đáng với tư cách cung thiền sư thứ thiệt đó, họ không có lui tới lui lui mấy cái rung này đâu. Họ vô rừng họ ngồi không khỏe hơn à, vô nó ngồi không hạnh phúc hơn à. Ở đây ra ngoài này nói giống như người xưa nói, ta dạy ta tìm nói vắng vẻ người khôn người xuống chốn làm sao. Bây giờ chung vô mấy chỗ này là chốn làm sao, ra chợ là chốn làm sao. Thiền sư thứ thiệt họ không có làm đâu. Mà bây giờ muốn gặp thiền sư thứ thiệt quý vị phải vô rừng kìa, rừng mà thuộc loại đèo heo hút gió kìa, chứ đừng nói rừng mà cái gần làng rừng mạc cũng chưa chắc à. Nó nói cho quý vị đều biết là một bậc thầy giá. Sa thú, sa thú, sa thú, con kính tri ân sư, sư nói quá quá đúng luôn. Dạ, yeah, con xin cảm ơn sư. Yeah, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã có những câu hỏi ạ. Dạ kính cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ huynh Chánh Tâm đã làm nóng đạo tràng, con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp giống như huynh Chánh Tâm ạ. Dạ con kính mời. Dạ con kính mời quý cô chú đạo hữu ạ.
Dạ con thấy bàn tay. Dạ con thấy của bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mít lại cho cô ạ. À, sa thú cô. Dạ sa thú, kính cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Dạ cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm cũng như quý vị đã đặt những câu hỏi để Nhật Quỳnh được học. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ kính mạch ngài, con không có ngồi trước máy nhưng mà con nghe câu hỏi của quý vị rất là hoan, ngài trả lời con rất là hoan hỷ nên con chạy lại. Dạ bạch ngài, dạ theo như những gì quý vị đã hỏi rồi thì con chợt ra nhớ ra một điều là thí dụ như một ngày con tập mà tập thiền vài ba lần, mỗi lần chừng 2 hoặc 30 phút, hay là con một ngày con ngồi một lần mà một lần phải từ một tiếng hơn một tiếng. Trong hai cái phương cách này, ngài chỉ dạy giùm con mình nên chọn cái phương cách nào để cho mình tu tập được tốt và được bền bỉ. Con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thầy giá, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tổ về giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là nói thật ra đó, nếu mà quý vị mà có khả năng hành thiền đó thì không cần ngày giờ vậy đó, rảnh lúc nào 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, không cần lúc nào đó. Nhưng mà rất tiếc chúng ta không có khả năng làm việc đó, thành ra chúng ta chỉ mới tập niệm mà thôi. Mình vô mình ngồi mình là đem cái đề mục nào ra cái mình niệm tới niệm luôn mình qua, hay là mình nhìn tới quan sát con tới luôn, cái đó chỉ là tập niệm thôi chứ không phải là tập thiền. Thành ra mình phải dạy cái thân mình nó có thời giờ đàng hoàng. Ví dụ như ngồi nhất định là phải 1 tiếng hay 45 phút. Chứ còn như thiền sư thứ thiệt á, nghĩa là có khả năng là tập thiền chứ chưa thành thiền sư đi nữa, 10 phút cũng tốt, 5 phút cũng được. Mà nên nhớ 5 phút đó tâm nó cũng phóng ra ngoài giống như mình, 10 phút đó tâm nó trong đối tượng đàng hoàng. Bởi thiền là công việc làm của tâm, không cần phải đi đứng nằm ngồi đều thiền được hết á. Chứ đâu phải là phải ngồi mới là thiền đâu. Mình dùng tiếng Việt mình ngồi thiền biết rồi mình cứ phải ngồi mới thiền, không phải. Có nhiều vị đương đi vẫn đắc được như thường, bởi cái tâm ta trong đối tượng của cuộc đề mục thiền. Có vị vừa ngồi xuống là nghe là cái mông chưa chưa chạm ghế là đã đắc rồi. Quý vị là trong kinh điển rồi này kia coi sẽ thấy. Cái đó là thiền tứ thiệt. Còn mình là chỉ tập niệm thôi, ở phải ngồi vậy để coi cái tâm mình nó hòa quản cỡ nào. Nó chứ không phải vừa tập thiền ấy đâu. Nghĩa là ngồi chưa chưa được 3 giây là cái tâm nó đã phóng đi rồi. À, nó phóng đi tùm lum tà la, nó phóng đi từ Los Angeles lên tới Bắc Kinh rồi xuống Nữ Ước rồi về Sài Gòn rồi. Thì làm sao mình gọi là thiền được, phải không? Nó quý vị tập niệm thì quý vị phải có thời có biểu, có thời gian đàng hoàng để huấn luyện cái thân này, nó phải theo chiều hướng đó, huấn luyện cái tâm này nó phải ở trong đó để nó quan sát đối tượng loại gì. Còn nếu quý vị có khả năng hành thiền rồi đó, không cần thiết, bởi vì trong vòng bay chục giây quý vị đứng bay về ngồi bay chục giây, cái tâm vẫn ở trong cái đối tượng của thiền là cái tâm nó vẫn có định như thường. Anh đã tùy theo mình thôi chứ không phải là phải về phải vậy. Quý vị định nghe lại thiền sư nào phải về phải vậy được, coi cái bản chất của mình nó tới đâu rồi, có khả năng hành thiền chưa. Nếu không có thì chỉ tập niệm mà thôi. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy cho con. Dạ Nam mô Bổn Thầy giá. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị có thể đưa những bàn tay và có những câu chích chát thì có Nguyên Trang. Dạ Nhật Quỳnh cho Nguyên Trang nghỉ chút xíu nha. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Đạo tràng có thể đưa bàn tay và có những câu chích chát mến chào Quang Thanh nha. Dạ Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con chưa thấy bàn tay và cũng chưa có câu chích chát,
con xin hỏi thêm một câu để cho Nguyên Trang nghỉ chút xíu. Dạ, bạch ngài, có người thắc mắc với con như gì? Tại vì cái hôm trước chúng con học kinh Trung Bộ Ví Gược Cái Cưa, thì có người nghe giảng ở trong Trung thì có người hỏi con là mặc dù mình nói lời thật nhưng hại mình hại người thì cũng không nên nói, phải không? Cái thứ hai là nếu mình đi truyền bá coi ngày, coi hướng, coi giờ này kia, như vậy là mình nói sai lời Đức Phật, phải không? Dạ, xin ngài giảng dạy cho con hiểu để con có thể trả lời cho người ta, và cũng bản thân con cũng tu tập được. Con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bích Thai giá. Nam Mô Bích Thai giá. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mình cái lời nói mình nói ra đó mà lợi người lợi mình đó, thì mới nên nói. Mà ngược lại một trong hai là không có theo cách đó thì không nên nói. Tức là lợi người mà hại mình không nên nói, lợi mình mà hại người cũng không nên nói. Bởi vì mình nói cái đó là nó đưa tới cái quả xấu hoặc tới mình hoặc tới người, không có nên, không nên nói. Còn nếu mà mình muốn làm cái gì đó mà mình thật sự mình nói đó là phải đúng năm cái điều kiện khi mình nói cái lời đó, tức là chân thiện mỹ, hợp với thời, hợp với thế và có tâm từ thì mới nên nói. Còn nếu không thì không có nên nói trong mọi trường hợp. Thành ra nhiều người thế này đó, có lợi cho người ta, chứ còn nếu lỡ có hại cho mình thì mình cũng hy sinh được phần đó, nói cái đó nói chơi với vui với nó thì không có được. Có hại người ta hại lúc đó đó, có lợi cho người ta lúc đó đó, nhưng mà có hại cho mình nếu vài bữa nữa đó mình bị cái gì đó, cái người mà ta nghe ông đó bữa trước ông nói vậy, ông giúp mình vậy vậy mà giờ ông bị vậy thì người ta cái tâm tính không an vui như thường nghe. Chứ đâu phải là lúc đó mà mình mới nghĩ là mình thấy an vui đâu, không có đâu. Thành ra thường ở đây đa số người ta cứ thích vậy đó, thích nói sao để cho người khác vui lòng này kia, ông chồng là nhớ rồi. Khi quý vị đi xuống rồi đó, cái thời gian mà để quý vị trồi lên, quý vị nhớ cái chuyện con rùa không? 100 năm từ là đáy biển trồi lên, rùa mù. Có mấy trên nước, có mấy dáng, có cái lỗ vừa đậu con rùa mà nó lên. Mà mấy dáng nó trôi đi trôi lại con rùa mà chui vô được một cái, lúc đó mới rời khỏi bốn đường ác đạo, nhưng mà chưa chắc sinh làm người cho trọn vẹn. Bởi vì quý vị ở dưới đó, quý vị lên người thì cũng mắt mù tai điếc, chứ làm sao mà người trở thành người đàng hoàng liền được. Nó quay qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập nó chứ, đúng không? Thì quý vị thấy vậy là nó có lời hay lỗ, thấy không? Thành ra Đức Phật mới khuyên là nếu mà không nói cái lời có năm cái điều kiện giống như chúng tôi kể thì nên im lặng. Nên im lặng. Nhưng mà mình im lặng, mình vẫn cái đầu óc mình vẫn nghĩ tào lao như thường, chứ không phải giống im lặng như bậc thánh. Đức Phật nói im lặng như bậc thánh. Thành ra có những cái chuyện mà mình nếu mình không chắc thì thôi mình đánh đi. Người ta có buồn mình ráng mình chịu, nhưng mà mình không hại ai. Mà người ta cũng không nghĩ mình hại người ta. Thành ra đời nó sống nhiều cái nó rất là khó khăn, chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà có lẽ là mình có miệng mình không nói nó cũng kỳ, là đi tới đâu cứ xúm nhau mà cứ nói tới nói lui, nó rất khó. Đó là cái câu hỏi một câu, còn câu nữa lặp lại đi, nhớ không hết, nhớ sợ nhớ không có rõ. Thành ra hỏi Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, câu thứ hai của con đó là thí dụ, ví dụ như là mình truyền bá coi ngày, coi giờ, coi hướng như vậy là sai lời Phật dạy, phải không? Là như vậy là phải tự mình hại mình rồi mình mới hại người, không? Dạ, con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bích Thai giá. Cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Huyền Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Thật sự cái đó là hại lớn chứ là không phải là hại nhỏ đâu. Bởi vì trong một trong những cái điều kiện mà của người cần sinh nam cần sinh nữ mới làm đó, là ngay cả tin những cái điều không đáng tin không ấy rồi này kia cũng không có nên đó. Chứ không phải là tới đó rồi đó. Thành ra bởi vì mình nói những cái điều đó là mình lọt vào ấy đó. Bởi vì Đức Phật mới dạy là người cần sinh nam quân nữ đó, đàng hoàng là phải có bốn chuyện, tức là sạch chả, thá má, khảnh tị và cha khá, tức là lời nói đi đôi với việc làm. Thứ hai là điều phục tâm mình, hãy cải tạo để cho mình có sự tiến bộ. Thứ ba là chịu đựng, phải có pháp kham nhẫn đối với các phiền não các gì đó. Và thứ tư là cha khá, tức là xả bỏ. Thành ra những cái chuyện mà mình đi ngược lại đó thì mình không có không có làm, dầu rằng cái chuyện đó bất cứ là chuyện gì đó. Thành ra cái chuyện mà tin hoặc là đi làm mấy cái điều giống như cô Dù Quỳnh hỏi đó, cái chuyện đó là Đức Phật không có tán dương, mà Đức Phật cũng không có nghĩa là không có dạy. Thành ra đừng bao giờ mà đi làm những cái điều mà trong kinh điển không có, những kinh điển mà chúng tôi nghĩ là trong quyển sách kia gì của Sư Giác Giới Sư mới viết sau này là quyển Cư Sĩ Giới Pháp đó, thì nó có những cái chuyện đó. Cái điều kiện của người cư sĩ phải như thế nào đó thì ráng mà học cho những cái đó để mình đi ra ngoài, mình đừng có làm cái gì mà phạm vào cái điều Đức Phật cấm, nó không có nên. Bởi vì mình gặp được cái Đức Phật, mình xin quy y, tức là xin làm học trò của Ngài, mà mình không nghe theo lời của Ngài, mình làm những cái điều mà đi ngược lại những cái đó, cái điều Ngài cấm, thì cái chuyện đó quả thật là không có nên. Nghĩa là tin ngay cái chuyện mình tin vào là bói toán rồi này kia, chụp nó, Đức Phật cũng khuyên mình là không có nên. Bởi những cái đó là không có, nó không có cái cơ sở nào mà là nó giúp cho mình tiến bộ trong cái thiền pháp của mình hết đó. Nhưng mà Việt Nam mà thường hay tin đó, quý vị thấy lâu lâu rồi xuất hiện mấy cái vị mà lên thuyết pháp nói cái gì đó là cái bắt đầu thôi chứ đi theo quá trời. Việc mình đi theo đi đồ này kia em chùm, chúng tôi thì không có trực tiếp nhưng mà thấy trên mấy cái video lâu lâu cái họ chiếu lên đó, chù chào thấy không hiểu tại sao có những hạng chúng sanh đi tin được mấy cái chuyện đó, vô niệm cái câu gì đó rồi cái tự nhiên cái là có thể thành cái này thành kia, hoặc được cái này được cái kia đó. Thành ra không có nên là những cái đó, ngay cả cái việc mà tu tập hàng ngày của mình đó, nó cũng vậy. Trước khi mình muốn tu tập cái gì đó thì mình phải học hỏi đàng hoàng trên ấy, đúng không? Mấy cái đó mà nó lạc một cái rất là nguy hiểm. Thành ra cái chuyện mà cái câu hỏi hồi nãy đó, một trong những cái pháp mà người cận sinh nam cận nữ cần có đó, ví dụ để có một hai ba cái chương, trong chương năm pháp thì phải, thứ nhất là có niềm tin, thứ hai có giới hạnh, thứ ba là không đoán điềm giải mộng với toán, không tìm đối tượng cúng dường ngoài tam bảo và phục vụ tam bảo trước hết, tức là không có đoán điềm giải mộng bói toán này kia dùng nó là không có nên. Cái đó là trong cư sĩ giới pháp cũng có đề cập tới, đó là những cái chuyện mà chúng ta nên hiểu để chúng ta giữ là mình cự nam cự nữ cũng có những cái pháp của cự nam cự nữ, chứ không phải là mình nghĩ là ông sư ông mới có giới còn mình không cần. Thực sự ra đó nó nhiều chuyện lắm, ngoài những cái giới chánh là năm giới còn có những cái chuyện khác nữa, đang cố gắng giữ. Chứ không cơ mình một khi mà chúng ta nói rồi mình xa cơ mà trở lại một không bốn cái tòa lâu đài của mình đó là khó đi trở lại lắm. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con để con và quý vị trong đạo tràng có thể học và để có thể hành theo lời Đức Phật dạy. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều.
Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát à. Nguyên Trang bận rồi. Bây giờ quý vị chết chát lên thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc à. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, kính mời đạo tràng. Dạ xa thu câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Kính bạch ngài, theo con hiểu thì ở mọi nơi đều có những chúng sanh trong cõi vô hình. Những chúng sanh này có thể tác động lên tâm những người sống ở đó không à? Và nếu có thì chúng con nên làm gì không bị những sợ hãi hay tác động xấu? Con kính tri ân ngài. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự chúng sanh cõi vô hình thì không có chúng sanh nào trong cõi vô hình nữa đó. Nhưng mà đều cái thân của họ đó, cái sắc của họ rất vị tế, mình mắt thường không thấy, ngoại trừ những chúng sanh mà có thần thông là có nhãn thông rồi này kia mới thấy được mà thôi. Dĩ nhiên có những cái đó nó cũng có thể nó làm cho mình một số chuyện, nhưng mà khi nào mình ở trong cái cộng nghiệp với nó hay là cái tâm mình nó xấu về phương diện nào đó thì mình mới bị cái tác động đó thôi. Chứ còn bây giờ thật sự ra đó, nếu mình có niệm hằng ngày, mình tập niệm cho niệm vững chắc thì mấy cái này nó vô mới được, nó không làm hại mình được. Chứ còn nếu mà mình không, mà mình cứ mình tối ngày mình suy nghĩ, hay là thứ nhất là mấy người mà học mấy cái chuyện này liên quan tới cái này đó, học tụng tụng gì đó để nhờ mấy cái thứ này để nó bảo vệ mình đó, thì tới ngày nào mình hết phước thì nó cũng bảo vệ mình, mà mình cũng bá thở nó chứ không. Không thành ra đừng bao giờ đấy, mình cứ mình tạo thiện pháp có niệm đàng hoàng thì mấy cái thứ này nó không có vô lại gần mình được đâu. Đó. Nó chỉ phải khóa những người mà có tư tưởng xấu, tạo ác pháp ác nghiệp là nhiều á thì nó mới vô nó kiếm chuyện thôi, chứ còn mình người đàng hoàng thì nó không có vô, đừng có sợ gì đó. Cứ mỗi ngày là mình cứ tạo nguyên ngũ giới đó, mình tự sinh tự học cho nó đầy đủ rồi mình ráng gắng mình giữ những cái tạo nguyên ngũ giới là người mình rất là an toàn, chứ không có phải sợ gì cả. Trừ phi là mình có tư tưởng xấu mà ngũ giới mình không có, mình thích chôm chĩa hay là cái tật của mình thấy ai để hở gì thì chôm, ví dụ thì cái đó những chú sanh này nhiều khi cái đồ đó của nó lại nó kiếm chuyện mình chứ thôi đâu. Nó ví dụ như cái đồ đó nó của nó chết nó không mang theo được thì chừng người mà không có phải là người đàng hoàng với nó kiếp trước mà lại đụng tới thì nó vẫn có thể nó phá phách mình như thường đó. Nhưng mà thường thường chúng ta đó thì thường làm theo ngược chiều chứ không có làm theo đúng chiều, mình bị nó phá phách mình kiếm thầy bòi thầy bói thầy già ra gì đó, thầy mà bắt ma nhốt rồi đó, chúng sanh nó đã cõi khổ rồi, lẽ mình đã làm phước mình hồi hút báo cho nó, chứ mình đi nhờ những người khác có gì đó thần chú thần gì đó là bắt nhốt con người ta để làm gì, mình tạo quan trái thêm đó, mình làm bậy mà mình không có biết, phải không? Mình tạo quan trái thêm để làm gì đó, lỡ mà nó mình có sơ ý hay là con trái kiếp nào theo kịp thì mình nên để tâm từ, hoặc là mình làm phước gì mình hồi hướng báo cho nó, đừng cúng kiến bởi cúng kiến vô ích thôi, nó ăn đâu có được. Mà thân quý vị có thấy người ở châu mình á, ngoại trừ một số nước có phước nó nhiều nó được học theo hỏi theo Phật pháp đúng mức đó. Ở châu mình đó là tin ba mấy chuyện sợ tào lao mấy chuyện là làm bậy. Ví dụ như nghe nó hàng xóm nó có gì đó cái đi ra mua hay thỉnh cái gì đó bát quái gì đó, cái hình gì đó hình nó quái treo lên treo giữa nhà nó đem chống chi vậy phải không đó, bao nhiêu chuyện gì vậy, thấy gì mình về mình làm hiền lành làm lợi với nó, ví dụ như mình làm phước rồi mình hưởng phước báo cho những chúng sanh quan trái, hay là những chúng sanh có nhiều cái tiền kiếp không có an vui, chúng tôi xin được nhận phước này được an vui gì đó, nên nó không phải tốt hơn là mình đi kiếm thầy bắt ma bắt quỷ mình bắt mình nhốt là gì vậy
Bây giờ cứ nghĩ đây, hàng ngày mình làm nó có đúng không? Tức là mình tạo quan trái, bây giờ cái phước mình còn nó không phá mình, chứ phước mình hết là nó nhào vô nó kiếm chuyện với á, phải không? Mình đi phá người ta đó. Dù rằng mình có thể có quan trái thì mình dùng những cái phước mà mình làm được đó, mình hồi hướng cho nó, mình trải tâm từ, học trải tâm từ, rồi tập một số điều kiện tiện pháp để mình cho nó mát mẻ, chúng sẽ nghe cho nó gần mình, nó mát mẻ thì nó đâu phá mình nữa. Chứ còn nếu mà mình đã không mát mẻ nó, đã khổ rồi, mình còn tiếp chuyện nó, mình nhốt nhét nó, thì khi nó lọt ra khỏi cái chỗ đó thì nó kiếm chuyện mình. Thành ra mình làm gì nên làm theo những cái điều mà bậc thiện trí dạy, nó rất là tốt. Mình làm ngược lại, tức là mình tạo quan trái thì không nên. Nghĩa là trong kiếp này mình quan trái nhiều người quá rồi, bây giờ ráng cố gắng mình bớt rồi, thì bớt bằng cách là mình có phước thì mình chia, không thì mình rải tâm từ để những chúng sanh mà không được an vui, để cho họ có những cái đó họ vui vẻ, thì trước sau mình với họ cũng là bạn chứ có gì đâu. Chứ là mình muốn trở thành kẻ thù của nó làm gì? Mình nghĩ mình có được cái thẻ bài của ông thầy ông mới tụng buổi sáng cho mình, cái mình đi ngang ngang mình trên thì nào phước mình hết thì biết liền gì, thấy không? Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy như cánh chim trời đã sa thủ con kính tri ân ngài và cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời những câu hỏi chết chát và những bàn tay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát. Dạ, chưa có câu hỏi, cho con hỏi một câu nữa bạch ngài. À, hỏi về lúc nãy hai câu hỏi của con, thì cũng có một vị nói với con như thế này bạch ngài. Ta nói thí dụ Đức Phật cũng nằm dây đầu về hướng đông, hoặc là dây mặt hướng bắc, đại khái là như vậy. Rồi Đức Phật cũng có 32 tướng tốt thì cũng có nói trong kinh, mà tại sao mình lại nói là nếu coi ngày giờ hoặc coi hướng hoặc coi tướng gì đó, đại khái vậy, thì mình sai. Nhà con cầu mong ngài giảng dạy rộng chỗ này cho con hiểu hơn, để con có thể trả lời được cái câu hỏi của người ta hỏi con bạch ngài, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư tôn, kính thưa chư vị, những cái đó nó dựa vào nhân quả để nó phát sinh. Còn cái này mình đi tìm, nhiều khi nó không đúng nhân quả, mình cứ tưởng nó là hay là tốt, nó sai là nó trật cái chỗ đó. Nên nhớ Đức Phật có 32 tướng tốt, rồi trong 4 hoa tăng kỳ, trong ngàn đại kiếp, ngài tạo ba la mật, tức là tạo phước. Những cái phước như vậy thì tới kiếp cuối cùng ngài mới được cái đó. Chứ đâu phải là khi không rồi ngài ngồi ngài cầu ông thần nào đó rồi tới giờ ngài sanh ra được cái phước ở đâu. Vậy là nhớ đó. Còn mình là mình đi cầu để mình được cái đó thì cái đó mới là sai. Chứ nếu mình tạo cái nhân thì sau này mình được cái đó thì không có gì sai đó. Đó. Cái gì nên nhớ đây, trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó, nó đều có duyên sự đó. Đó. Cái gì lên nhờ Google tìm 32 tướng tốt Phật coi. Ngài được cái tướng đó là do đâu? Nó trong tiền kiếp người tạo cái phước gì? Cái nhân như thế nào? Thì mới được cái đó. Cái đó là nó phát sinh do cái nhân ngài tạo, chứ không phải nó phát sinh do cái mình cầu sinh hay là cái vị thần nào đó cho. Mình nhớ hai cái khác nhau chứ làm sao giống nhau được. Bởi vì khi mình làm một cái nhân gì thì trước sau nó cũng có cho mình cái quả. Cái quả đó, đó những cái quả chánh và quả phụ. Quả tướng tốt là cái quả chánh, nhưng mà những cái gì mà từ cái tướng đó, đó cái tướng tốt đó nó cho cái khác. Ví dụ như hai ông bà la môn nó thấy chú chào do bằng chân này phải là người ngon lành, nó phải tính chuyện đem con gái đẹp đẽ ra gả chứ còn giống như là cỡ như chúng tôi đây, nó thấy nó còn quýt thấy nó chở nó đem ai ra gả, tôi chịu thấy không? Nó phải dựa vào một số cái điều kiện đó, và điều kiện đó là cái nhân của ngài tạo, chứ nó không phải nó tự nhiên.
Đó. Còn mình dựa vào cái cầu xin để được cái này, cầu xin được cái đó, là cái chuyện đó là chuyện không có lý gì hết, không có lợi ích gì hết đó. Mà nó làm cho ấy đó, nhiều người thí dụ như sợ xui, cái tới ngày đó phải làm bao nhiêu ấy, bao nhiêu đèn, bao nhiêu đi cúng quải, thì cái chuyện đó là cái chuyện không thể chấp nhận được, bởi vì đó phát sinh do tà kiến. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đi là làm thiện pháp, mình học trong những cái sách mà nói về những cái điều kiện mà Đức Phật tại sao nè có được cái đó, cái đó là tạo hóa, thì mình lo mình tạo thiện pháp, mình nguyện đi kiếm nào mà có thể sanh ra cũng có được một số điều kiện vậy, thì cái đó thì mình không thể trách ta được, bởi vì ta đã tạo nhân nên ta được cái đó. Chứ không cầu xin, không cầu ai đó. Còn mình không làm, mình cứ cầu, mình sợ tốn tiền tốn của, mình không làm mà tối ngày cầu được này cầu được kia, vậy là nhớ bao giờ như vậy. Cho mình thấy người ta đẹp gì cái mình cũng muốn cầu để sẽ được cái này được cái kia, mà trong khi cái nhân mình không tạo, nhân lành mình không tạo, thì mình cầu thì để làm gì, thì cái đó mới là chuyện đáng trách thôi, thấy không? Thì bao giờ cũng vậy chứ, những cái gì mà trong kinh điển có thì quý vị phải chịu khó lục lọi tìm để coi cái nguyên nhân nào đưa tới đó. Chứ không phải mình thấy nghe nói Đức Phật có 32 tương tốt, chắc là người nào thành Phật cũng có 32 tương tốt mà nói vậy đâu được. Đó. Có nhiều người đâu có thành Phật đâu mà hay được thành, không chưa thành Phật thì cái tướng tướng đó nó cũng có vậy. Bởi trong tiền kiếp có thể tạo một số điều kiện như vậy. Ngay cái tướng của Ananda nó cũng sang trọng giống Đức Phật chứ đâu hết đâu, ví dụ vậy. Nhưng mà ông cũng là chỉ là học trò ngài chứ đâu, ông đâu có ấy được. Thành ra mình nên tập để mình tạo những cái điều kiện đó để sau này mình được hưởng cái quả. Chứ không nên mà nghe nói vậy cái chắc mình cầu xin viết chắc cũng được, chuyện đó không thể xảy ra. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, xà thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng giải con hiểu được rồi. Dạ, con tri ân ngài. Dạ, cảm ơn chị Meta. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Phan, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời Đạo Trang ạ. Mời bàn tay và mời những câu chết chát quý vị ơi. Hâm nóng lên đi, da xà thú để coi ai được câu hỏi nha. À, câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Kính thưa sư, trong chánh kinh tứ niệm xứ, phần niệm hơi thở có dạy: Nisi datti mat lan căng a phu chít to u chum ca yang ba ni tha ya ba di mut khang sát tí u bát tha bát to. Theo bản dịch xưa nay là: ngồi kiết già, Nisi datti mat lan căng, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Thưa sư, như vậy khi thực hành thiền niệm hơi thở có bắt buộc phải ngồi hay không, và chữ sát tinh trong câu kinh trên phải biểu hiện, phải hiểu là niệm hay chánh niệm? Dạ, con dâng mức đến ngài. Nam mô Bích Tha. Dạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Kinh bạch Chư Tôn. Dạ. Kính thưa chư quý vị, thật sự ni sĩ đã tỷ bên lăng căng á, thường thường là người Việt mình dịch là ngồi kiết già, cái chữ đó không phải là ngồi kiết già, chữ đó là ngồi kiểu samadhi, ngồi kiểu samadhi bên lăng căng, ngồi kiểu samadhi chứ không phải ngồi kiết già. Nghe Đức Phật khi lại lên cung trời đó, ông vua trời cũng nhường chỗ ngồi cho ngài, ngài cũng ngồi bên lăng căng vì chỗ ngồi. Thì ông ấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, lưng thẳng, ngồi lưng thẳng này kia đó, thì thực hành như vậy là có bắt buộc phải ngồi hay không? Thực sự ra đó, khi mà Đức Phật nghĩa là chỉ hai cái chỗ mà chúng tôi gọi là hai trường thiền của ngài đó, cho chư tăng đó. Thứ nhất là khu rừng hoang, ngồi nhà trống đó. Tất cả những cái này bắt đầu đều để tập niệm. Anh là phải ngồi. Nghe chúng ta nói hồi nãy đó. Còn khi nào mình có kinh nghiệm mình hành thiện rồi thì không cần phải ngồi, em muốn làm gì làm. Nhưng mà tập niệm, nghe là nói trắng là khởi đầu là samadhi.
Nghĩa là dùng hơi thở dùng gì nó dầu rằng dạy trong bài kinh nào đi nữa, thì khởi đầu thường thường là phải dùng cái đề mục đó với cái tư cách là mình đang hành thiền chỉ để cho có định cái đã. Chứ còn khi không đó mình vô mà là mình không có định là mình ngồi là mình làm cái gì mình cũng không có biết đâu. Đó. Tới chừng nào khi nào mình có được cái điều kiện, tức là cái tâm mà có định rồi đó, thì lúc đó mới tính được. Nó mới ở trong cái đối tượng đó để mới khác. Còn cái chữ samadhi đây mà nói niệm, hay chánh niệm đó. Xin thưa quý vị đó, khi mà cái tâm mà cái tâm xảo được gọi chánh niệm, nó phải có cái năng lực của nó. Nó có năng lực của nó, chứ còn nếu mà nó chưa có năng lực mà mình gọi chánh niệm nó không có trúng. Mà năng lực cỡ nào thì tùy theo bài kinh. Nhưng mà trong 37 phẩm trợ đạo quý vị để ý coi: tứ niệm xứ, tứ giới cần, tứ như ý thúc, ngũ quyền ngũ lực, thất giác chi, rồi mới tới bát thánh đạo. Ngay cả thất giác chi đó, nghĩa là hành tới cái mức mà gần đắc đạo quả rồi đó, vẫn còn là xạ tị sẩm hốt chăng khả, tức là niệm giác chi. Nhưng mà lên tới đắc đạo quả đó thì cái đó có là sẩm ma sa ma thí, sẩm ma xạ tị. Thành ra tùy theo cái chỗ mình đọc mình phải biết nó nằm ở chỗ nào. Chứ còn thường mình mở miệng ra ăn cũng có chánh niệm, ngủ cũng có chánh niệm, cái kiểu đó là không biết cái chánh niệm đó là niệm gì thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà cái niệm đó tùy theo một số chỗ theo chú giải đó, thì thường thường đó, bình thường mình mới hành thiền tại thứ nhất, tại thứ hai đó, thường thường ta không gọi là niệm đâu. Nhưng mà khi nào mình thấy được tâm tướng đó, lúc đó mới gọi là chánh niệm. Đó là một vài chỗ trong chú giải hay giải thích vậy. Nó thành ra thứ nhất mình vô mình hành, ví dụ 16 tuệ, tuệ nhất, 2, thứ 3, 4, người ta vẫn gọi là niệm, người ta không gọi là chánh niệm. Nhưng mà qua khỏi tuệ thứ 4 rồi đó, thì lúc đó người ta gọi là chánh niệm. Nhưng mà thường thường nếu mà trong bài kinh đó mà để chữ xạ tị thì mình ấy, còn khi nào để sống ma xạ tị thì mình nên gọi là chánh niệm. Còn nếu mà trong bài kinh mà Đức Phật không nói thì mình phải cẩn thận. Cẩn thận để biết nó là niệm hay là chánh niệm. Dựa vào một số cái điều kiện của chú giải giải thích thì biết nó là cái gì. Mà trong cái có người làm cái program để scan đó, thì hình như là scan trong Trung Bộ Kinh thì vậy. Thì trong Trung Bộ Kinh đó, cái chữ sẩm xà tị đó chưa tới 30 chữ. Nhưng mà dịch bản dịch ra tiếng Việt ở chánh niệm đó, trên 300 chữ. Thành ra bây giờ Việt Nam quen cái đó rồi. Em mở miệng cái chánh niệm hoài. Là mình nên dựa vào kinh điển, dựa vào một số là chú giải để biết chữ đó là niệm hay chánh niệm cho nó chắc ăn. Chứ còn mình phóng đại không nên. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con đã thấy. Dạ con đã thấy tu học Phật Pháp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn Thiện Vũ Trang Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Metta. Dạ bạch ngài, có người nhờ con hỏi là mình có cần đọc để hiểu 16 từng tuệ không ạ? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá kinh bạch chư tôn này. Dạ kinh thưa cho quý vị. Còn theo chúng tôi thì không cần. Là chúng tôi bây giờ quý vị mà hỏi chúng tôi bất tử 16 tầng tệ là gì, chúng tôi chỉ biết một hai tầng tệ đầu với một hai tầng tệ cuối thôi, chứ không phải gì nữa, vậy không có biết. Bởi vì thứ nhất là mình chưa có tới, mình chưa có tới thì mình cái rồi cái nhiều khi tâm mình nó di chuyển tầm bảy tầm bạ, mất công mất thời giờ. Còn một hai tầng tệ cuối là tại sao biết? Bởi vì muốn biết đạo quả nó lên nhiệm vụ là gì, là gì gì để mình trong cái phẩm học của mình có nói tới thì mình chỉ biết thì thôi. Chứ còn nhiều khi hỏi tôi tệ thứ năm thứ sáu tôi bảy tên gì chúng tôi không biết đâu, tại vì không có biết.
không bây giờ, bởi vì nhất là mình chưa tới cái thứ hai đó, biết để làm gì, làm cho tâm mình nó vọng móng thêm. Tối ngày cái hành thiền thiền tệ nhất thứ hai chưa qua, cái đòi đệ thứ tư đệ năm chưa thấy vô thường, muốn thấy này thấy nọ chi cho mệt, bởi người người mình phiền não nó nhiều, muốn biết cái nào đó để làm gì thì không biết, để nổ đi gì đó thì không biết, nhưng mà nhiều khi nó phí thời gian mà nó quá cái sự hiểu biết của mình, đừng nên tốn thời giờ mấy cái đó, tốn giờ trong trong pháp tập lý luận chú giải thích rất rõ ràng. Quý vị muốn học cái gì học không biết, nhưng mà đầu tiên là vào chương 1, chương 2, chương 6 rồi đó. Học có biết thế nào tâm sở, và thế nào là sắc. Học có biết hết mấy cái đó đi rồi tính sao. Còn nếu mấy cái đó chưa biết đàng hoàng thì bây giờ có muốn biết cái gì đi nữa thì cũng không thể qua được, không có biết được. Đó. Nhưng mà ở mấy cái trường bên Thái thì họ dạy chương 1, chương 2, chương 6 rồi tới chương 3, chương 7. Lớp đầu tiên là chương 1, chương 2, 6. Lớp thứ hai là chương 3, chương 7. Cái lớp thứ ba là học thông mái sẵn khai ni liền, học vô chánh tạng liền, chứ không phải là học chú giải không. Nhưng mà ở bên Thái hay bên Miến Điện giờ cũng vậy, học học chú giải mà kèm theo cái sớ giải nữa, tức là ngoài cái quyển bị thầm mắt thả sẵn hạ đó, nó có hai cái quyển. Một cái quyển gọi là sớ giải của cái quyển đó gọi là Phí Thâm Mách Thạ Quyết Thạ Quán Y. Và một cái quyển thứ hai nữa đó là giải thích thêm về cái vấn đề mà được được nói tới trong trong Thắng Pháp Tập Lý Luận. Cái quyển đó gọi là Bút Thá Hoa Tà Rá của Ngài Bút Thá Thách Tạ. Người ta học đầy đủ cái đó, nó có nhiều cái chuyện đó mà mình học Thắng Pháp Tập Lý Luận không thì mình không thấy rõ. Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của người bạn con nhờ con hỏi giùm. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chích trác à. Dạ, kính mong quý vị cho những câu hỏi để Nhục Quỳnh được học và xà thủ cảm ơn bàn tay của Xích Hà. Mời Xích Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, Ngài Trí Đức và con chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, con có cái thắc mắc đó, thưa Ngài. 10 cái pháp Paramita, Ba La Mật đó, thì con thấy có cái pháp mà Nikkhamma với lại cái pháp Atithana thì con chưa có hiểu rõ hai cái chi pháp này, không biết xin Ngài có thể dạy rộng cho con hiểu về cái hai cái chi pháp này. Dạ, con xin trao mic lại. Nam Mô Bụt Thầy, Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả, Kính Thưa Chủ Quý Vị. Thì Nikkhamma tức là ly dục, ly ngũ dục. Mình hành cái pháp Ba La Mật là mình không còn dính tới ngũ dục. Thường thường mình thấy là mấy ông sư ông xuất gia đó, cái gọi là mấy khổng má đó là mình gọi là xuất gia. Nên nhớ chữ xuất gia đây đó, xuất là ra, gia đây là nhà, nhưng mà xuất gia ra khỏi nhà mới ra khỏi nhà mình ở. Mà chữ nhà đây là ngũ dục. Quý vị nào đọc trong mấy bản dịch của Tàu có chữ ngũ dục vi gia, tức là ngũ dục là nhà đó, mình đang ở trong cái căn nhà mà có năm cái pháp tào lao đó, ngũ dục, ngũ dục vi gia, tức là ngũ dục là nhà. Thì nó chữ nét khẩm má đây tức là ly, ly gia có nghĩa là ly ngũ dục đó, tức là không còn dính tới ngũ dục nữa. Thành ra trong giới luật của ông sư là cái đó là Đức Phật chê trách dữ lắm. Nếu mình đi mà mình nhận đồ mà chỉ ăn ngày đó thôi mà còn dư cái cách để ngày sau ăn, đó Đức Phật nghĩa là rất là chê trách, ly hết, không có tiếc của tiếc gì đó. Thứ hai là Đức Thả Ná, tức là nguyện, nguyện cái nguyện mà mình
mình làm đó, mình thường thường là mình ví dụ như mình làm được cái đó, ví dụ mình nguyện liền ngũ dục rồi đó, thì mình mới nguyện nguyện là gì, nguyện cái phần này được như thế nào đó, thì thường thường là nguyện là để được tới cứu cánh là giải thoát, tức là thiết tha na barami đó, là thường thường mấy người dựng mà dịch là chí nguyện ba la mật, tức là mình làm bất gì nó cũng liên quan tới cái đó, liên quan tới cái hạnh của mình đó. Nhau mình ly gia tức là ly ngũ dục đi nữa đó, nét khẩm mái nữa đó, mình cũng ly ngũ dục để được cái cứu cánh đó, cánh là ra khỏi luân hồi. Thì tiếp thả ná là để nó kêu bằng giống như là nhấn mạnh cái điều mà mình đã làm đối với các ba la mật khác, là ba la mật khác chứ không có dây dưa nữa. Tức là nếu mà mình hành chữ ba la mật đó, thường là mình phải nguyện là tới cái nơi đạo đó, mà cái nơi đó là thường thường là cái nơi chấm dứt phiền não. Chứ còn nếu mình không nguyện thì nó không thành ba la mật. Ví dụ bố thí, mà mình nguyện bố thí này để được kiếp sau là gì đó, hay là được gặp chức Phật rồi này kia, thường cái đó là cái bố thí của mình nó chỉ là bố thí thông thường thôi, chứ không phải bố thí ba la mật. Mà muốn thành bố thí ba la mật là phải nguyện để chấm dứt ác pháp ngũ ngầm, hay là để được tới cái nơi mà không còn những phiền não rồi này kia, thường Tùy theo mình hiểu như thế nào là mình quay như đó, thì cái đó mới gọi là bố thí ba la mật. Mình nhớ như nó thành đâu, quý vị muốn thành có ba la mật thì phải nguyện cho tới cái nơi mà không còn phiền não, nguyện cho tới cái nơi mà chấm dứt các pháp ngủ ngầm, thì cái đó mới là ba la mật. Chứ còn nếu mà không có nguyện á, thì nó chỉ là bố thí pháp thông thường mà thôi. Bởi vì trong tâm mình nó vẫn còn cái mà nó cái ngủ cái chủng tử luân hồi. Tại vì bố thí để mình được nguyện kiếp sau để được cái gì đó, tức là vẫn còn chủng tử luân hồi. Đồng ý là mình nguyện rồi, nguyện thành ba la mật, mà nó kiếp sau vẫn còn đó, chưa chắc để, bởi cái ba mật mình nó chưa đủ năng lực đó. Thì ít nhất cái nguyện mình nó cũng giúp cho mình để đi ra, chứ không có để đi tới, hai cái nó khác nhau đó. Mình thì thường thường làm gì cũng muốn đi tới thôi, chứ không muốn đi ra, bởi đi ra uổng là làm có cái quả, mình đi ra ai xài dùng uổng. Nó nguyện là phải biết cái nguyện để trở thành ba la mật được, mà nguyện mà không biết cái nguyện thì nó không phải là ba la mật. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài, dạ cho con hỏi thêm về cái vấn đề. Dạ thưa ngài, thí dụ trong 10 pháp ba la mật đó, thưa ngài, có cái pháp nào mà tất cả 10 pháp đó thì đều quan trọng lẫn nhau, hay là có cái pháp một trong 10 pháp đó có cái nào nó trội hơn, hay là cái nào nó quan trọng hơn 10 cái pháp này mà? Dạ con kính tri ân ngài, con xin trao mic lại. Dạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch Chư Tôn hiền nhà, kính thưa chư quý vị. Mười trong pháp đó, cái pháp mà quan trọng nhất là Bành Nha Ba La Mật, tức là trí tuệ đó, trí ba la mật. Bởi có nó thì mấy cái kia mới thành, mà không có nó thì mấy cái kia chưa chắc thành. Bởi vì mình làm gió mà mình không có trí tuệ thì nhiều khi mình làm nó lẫn quẩn, mà không có thành ba la mật được. À, thành phải có tuệ ba la mật. Nam mô Phật Thầy gia. Dạ con kính thưa ngài, dạ cho con hỏi thêm. Dạ thưa ngài, nếu mà trong cái 10 cái pháp ba la mật đó thưa ngài, thì ở cái cõi người chỉ có thể hành ba la mật, hay là ở các cõi chư thiên cũng có thể hành ba la mật thưa ngài? Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch Chư Tôn hiền nhà, kính thưa chư quý vị. Cõi nào cũng có hành ba la mật được. Cõi người thì đầy đủ, còn cái cõi khác chưa chắc. Bởi vì ngay cả Bồ Tát đó, Đức Phật của mình đó, thời mà còn là Bồ Tát đó, ngài vẫn sanh làm bàn sanh như thường.
dù rằng người đó là ngài đã đang tạo ban hoạt để ngài đắc bắt đạo đắc quả đó, nhưng mà ngài vẫn ở cái đó, tức là ở những cái cõi đó vẫn tạo được như thường, chứ làm sao không tạo được. Ví dụ như mình là cái con gì đó, là cái muốn tạo mật á, mình làm sao thấy con đó nó đói quá, mình nhảy vô miệng nó cho nó no ha. Có dám làm hay không? Đó. Nhưng sợ lúc đó mình không có đủ trí tuệ để mình mình làm thôi chứ. Mình nhớ đó quý vị nghiên cứu trong những cái kiếp mà của Bồ Tát á, sau khi được thọ ký rồi đó mà sanh tới đó, thì sao những cái kiếp đó đều có thể tạo ba la mật được đó. Như là Bồ Tát đã được thọ ký chứ chưa thọ ký là không có bàn. Bồ Tát được thọ ký vô sanh gì đâu thì đâu đó, thì những cái cõi đó đều được hết á. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thú, con thấy Xích Hà đã tri ân ngài rồi. Dạ cảm ơn Xích Hà cho câu hỏi. Dạ cảm ơn Thiền Phụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã thảo luận câu hỏi của Xích Hà. Dạ cảm ơn Châu Phan. Châu Phan còn câu hỏi không? Dạ mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị. Dạ mời dạ, sa thú và dạ, Nhật Quỳnh xin phép được đọc câu hỏi của tu học Phật Pháp trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Cứ sau mỗi đề mục của Quán Thân đều có đoạn này: Athika yo tít qua banasa sati bát chú bát thích tà hồ ti già qua đề qua nhà namata giá bát tích sati mata giá. Có thân này, vị ấy ăn trú niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí niệm. Kính xin sư giải thích rõ hơn ý nghĩa của đoạn kinh trên. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Thì thân ở đây đó, đừng có nghĩ là cái thân này, thân đây là đối tượng của thiền minh sát mình hành. Đối tượng thiền minh sát mình đang hành. Thành đã luôn luôn ăn trú chống niệm chánh niệm trong những đối tượng đó để hướng đến những cái pháp mà đã được giải thích từ đầu Atapi Sambhacchano Satima đó, tức là có niệm có lấy rồi để làm cho cái tám cái chi của Bát Thánh Đạo tùy theo, nó không đủ tám nhưng mà nói trắng là tám chi của Bát Thánh Đạo đó nó có cơ hội để nó có năng lực. Có tăng từ cái thôi, nhưng mà mình đang hành cái đó để tiến tới bát chánh đạo, thì những cái pháp mà lúc đó nó đi theo Atapi Sambhacchano đó, thì nó đi theo một số cái, bởi vì nó có tới ba mấy cái tâm sở rồi mà, thì nó đi theo cái đó đó, nó giúp những cái pháp chánh đó để có thể làm cho cái đối tượng nó rõ hơn, giống như mình quan sát từ đầu cho tới đuôi. Chứ thân đây là những đối tượng mà mình hành. Ví dụ trong pháp quán thân mình hành bao nhiêu đối tượng thì cái thân đó là chỉ cho đối tượng đó, chứ không phải là cái thân này. Mà khi mà ăn trú niệm này là ăn trú niệm Atapi Sambhacchano, tinh tấn niệm kệ ở trong những cái đối tượng đó, chứ không phải là trong cái thân, trong những đối tượng đó, thì mình làm như vậy đó, liên tục được vậy đó, thì càng ngày nó càng rõ và nó càng có năng lực, thì mới có rõ và có năng lực thì mới có thể đi ra được. Chứ còn nếu không thì mình lại rớt, nghe thất niệm rớt ra ngoài. Anh đã chữ có thân đây là có những cái đối tượng mình quan sát đó, vị ấy có niệm, có định, có tệ, với hy vọng tức là quan sát những cái đó đó với cái tiêu chỉ là nó tiến tới một cái năng lực để giúp cho những cái điều kiện khác có thể sanh được. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con thấy tu học Phật Pháp đã kính tri ân sư. Dạ cảm ơn cho
khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ bây giờ đã nghe được. Dạ, Nam Mô Bích Tha, giá đồng hồ Nhật Quỳnh còn ít phút lắm quý vị ơi. Quý vị có thể có những câu chích cát, có những bàn tay đi. Dạ, để một tuần lễ đạo tràng mình chỉ có được một buổi hỏi thôi. Còn không thì mình cứ có những cái mình không thể hỏi được. Dạ, mời Bích Tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, thưa Ngài, con có câu hỏi liên quan đến 10 pháp Ba La Mật nữa. Thưa Ngài, khan tí thì mình phải hiểu cái chi pháp như thế nào? Ngài có phải là thi sinh hoặc là con chưa có hiểu cái chi pháp trong 10 cái Ba La Mật khan tí? Dạ, con xin Ngài giảng dạy rộng hơn cho con. Dạ, con xin trao mic lại. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thầy Thanh Tỷ là thưa sự tham nhẫn đối với nhiều chuyện trong cái đó mà học chưa tới thì đồng muốn tạo Ba La Mật là tạo làm sao? Phải không? Quý vị lật vô trong chú giải để coi cái Hồ Hoa Tháp Bà Tiên Mốc Khả Đức Phật dạy lần đầu đó cho 1250 vị mà A-la-hán đó. Khánh Tỷ Bà Văn Tà Bô Ti Tị Khả đó. À, mà giải thích rất rõ ràng lời tham nhẫn này tham nhẫn như thế nào. Hoặc là trong chuyện tiền thân Đức Phật có kể cái vị vua đó mà hành cái không biết là trong chuyện tiền thân nào đó, vì là tiền thân Bồ Tát mà hành cái tham nhẫn Ba La Mật. Ông vua lại ông hỏi ngài trả lời nói chặt vai ngài nói pháp tham nhẫn không phải ở trong cánh tay này, ngài nói chặt chân pháp tham nhẫn không phải ở trong chân này. Lụi vô ấy cũng vậy, cũng không thân này, không phải tham nhẫn như đó. Đọc cái đó mới hiểu được, chứ còn bây giờ nếu mà chưa không biết học gì tâm sở tới đâu rồi, không hiểu mấy cái đó thì hỏi nãy vậy cũng trả lời, không biết có nắm vững được hay không á. Mình học cái gì cũng nên học theo từng tự pháp đi, Đức Phật đã dạy rồi. Anuppatthi ca thả đó, học từng tự pháp đi mới hiểu được, chứ còn mình đi ngang vậy là mất thời giờ của mình và của người nữa. Mà nói xong rồi cái không biết gì hết thì cũng như không. Chúng tôi khuyên lên học theo từng tự pháp để cho chắc ăn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Còn những cái gì liên quan tới tham nhẫn thì có một số chỗ chúng tôi chỉ rồi, về lật ra đọc để cho biết nó như thế nào. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ngài. Dạ, con thấy Xích Tha cũng dạ xa thú rồi. Dạ, Nguyệt Quỳnh kính mời quý vị, mời bàn tay và mời những câu chết chát à. Dạ, để không mất thời gian của Rung cho con hỏi một câu bạch Ngài. Tại vậy nãy giờ con nghe quý vị này hỏi, tự nhiên con nhớ. Dạ, bạch Ngài, con có nghe một nơi giảng là thí dụ Ngài Bà Hy Giá nghe Đức Thế Tôn nói một câu là đã đắc quả A-la-hán. Nên cái vị này nói là đắc quả A-la-hán rất là dễ dàng, bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà tại mình nghĩ cái quả A-la-hán nó là một cái gì cao siêu quá nên mình không có đắc được. Nhưng mà con nghe nhiều chỗ lại không phải là như vậy. Vậy con mong Ngài giải thích cho con hiểu quả A-la-hán như thế nào. Và muốn có quả A-la-hán, muốn đắc được quả A-la-hán thì phải hành như thế nào mới có thể đắc được quả vị này. Ví dụ như trong Kinh Tứ Niệm Xứ đi, nó có thể mình hành 7 ngày, 7 tháng hoặc 7 năm thì sẽ đắc được quả A-la-hán. Nhưng mà con nghĩ chắc cũng không có dễ dàng như vậy. Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy, giảng dạy rõ cho con hiểu đắc quả A-la-hán có dễ dàng hay không? Hay là mình phải ra công trì sức bao nhiêu, coi như là rất là lâu, rất là khó thì mới có thể đắc được quả A-la-hán. Và con kính nhân mít đến Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chị quý vị. Người có bốn hạng, thứ nhất là Úc Cái Tị Tân Nhu, thứ hai là
quý bà chị tên Nhu. Thứ ba là Nay Giá. Thứ ba là bà Đá Bà Ra Má. Đắc A-la-hán rất dễ đối với quý vị gọi là Úc Cá Tị Tăng Nhu, tức là đã từng thạo nghe tu á, tu ít nhất là một tăng kỳ. Cái kiếp của vị đó tu liên tục, liên tục. Nói trắng là danh từ mà nãy giờ hỏi là thạo ba mặt liên tục một tăng kỳ. Chỉ cần nghe là đắc, tối đa 7 ngày thôi. Còn có bậc thứ hai thì chậm hơn, thì cũng vài tháng. Tức là cái vị đó là ít hơn một a tăng kỳ, nhưng cũng xem à, thì nghe mới đắc. Cái bậc thứ ba là phải hành nghe tối tâm mật mài, có thể đắc có thể không. Còn cái bậc thứ tư là đa số chúng ta đó, không có khả năng. Bởi vì chúng ta nghe, giống như chúng ta nói nhiều đời, nhiều lần trong cái đông này, chúng ta kiếp nào cũng tu mà tu nháp. Ngay cái kiếp này là sắp xuống lỗ rồi, gần đất xa trời mà vẫn nháp như thường. Vẫn tu nháp như thường. Thì làm sao mà đòi đắc trụ dầu 7 ngày, ngày tháng 7 đêm. Nó chơi không chứ ấy. Ngài Xả Ri Bụt Tạ đó, nghĩa là ngài tu 2A tăng kỳ 100.000 đại kiếp rồi đó. Mà ngài nghe xong ngài cũng chỉ đắc được sơ quả thôi. Quý vị nghĩ đi, mình có bằng cái một gốc của ngài Xả Ri Bụt Tạ không? Phải không? Thành ra những cái vị mà, đừng nói những cái vị mà nguyện đắc đạo đầu tiên đó, là ngài Côn Đanh Nhá đó. Thấy không? Nghe xong cái bài kinh đó, bài Thâm Má Chà Căm Bồ Quát Tà Ná Sư Tạ đó, cũng chỉ đắc sơ đạo sơ quả thôi. Quý vị cỡ nào mà nói dễ, cái người nói dễ đó là người đó không biết gì hết. Cái khó là tùy theo ba la mật mình đã tạo. Tạo mà theo tới đầy đủ rồi đó, nhớ trở thành cái vị đầu tiên hay là cái vị mà đắc ý này kia em dùm. Phải lục cái tị tinh nhu, tức là khoảng 2 tăng kỳ trong quá khứ tạo ba la mật nghe. Kiếm nào cũng tu tu thiện hạ tu công phu từ sáng tới chiều á. Cái cũng mình tu nhấp nháp luôn mà cũng muốn đòi giống như vậy đâu được. Thành ra nó khó dễ là tùy người, chứ còn mình nói là khó thì có lẽ là nó không đúng, mà nó dễ thì nó cũng không đúng luôn. Thì cái người đó tạo ba la mật tới đâu, thuộc hạng nào, nghe xong mới đắc. Ví dụ như cái bài kinh đó, bởi vì gì đó đó phải học, học vừa di vừa pháp, vừa này vừa nọ hết đó. Thành ra nghe bài kinh Thâm Má Chà Căm Bồ Quát Tà Ná Sư Tạ đó mới có thể đắc được. Quý vị thường thường quý vị cứ nói là đi về pháp là được Đức Phật dạy trên cung trời này kia sùm, tại quý vị nó không có học kinh điển, không có biết, rồi phán bậy chơi vậy. Vì pháp Đức Phật dạy từ ngày đầu tiên ở dưới trái đất này nè, tại sao chúng tôi dám nói về ngày đầu tiên dưới đất? Quý vị nghe bài kinh Thâm Á Chà Căm Bồ Quát Tà Ná Sư Tạ đi. Trong di diệu pháp dạy cái gì không biết, nhưng mà tóm tắt là gì? Lúc nam khảnh há, phải không? Thì trong bài kinh Thâm Á Chà Căm Bồ Quát Tà Ná Sư Tạ, đoạn cuối cùng của khổ đế là gì? Banh trụ ba tha nắc khảnh tha thúc cả. Rõ ràng là ngài nói tới danh sách ngũ uẩn danh sách, phải không? Ngài nói nhưng mà mấy vị kia học bao nhiêu a tăng kỳ là nghe hiểu. Nãy vậy là ngài sẽ chỉ dẫn tóm tắt lại được cho cái ngài Ngài Xả Ri Bụt Tạ thấy đó, thấy không? Nghĩa là bốn câu mà ngài chỉ nói với ngài Xả Ri Bụt Tạ, nói gì? Nói liên quan tới tứ thánh đế cho nói gì? Về thăm ma hệ tụ bà phá hoa. Thường mà đa số chúng ta là cái dịch thăm thắng lễ sang cho duyên gì thường á, chúng tôi dịch khác. Về thăm ma tức là khổ đế, hệ tụ bà phá hoa, có nhân là tập đế. Thế nên nếu anh dịch vậy là mình biết di pháp này giải dí trái đất này giải từ bài kinh đầu tiên kia. Chứ ngài đâu phải rồi đợi ra tới cung trời rồi giải đâu. Thấy không? Đó, mình đọc mình không có tại đàn đâu, mình đọc hoài, mình đọc mình cứ tu nháp không chứ làm sao ấy được. Nó chỉ dê thăm mây tụ bố qua rõ ràng. Bởi vì ngài sẽ chế ngài tóm tắt cái bài kinh.
Tham ma cha kapa vata na sụt cho ngài sẽ trí nghe. Thành ra nghe câu đó là ngài kia ngài thấy liền gì đâu. Còn mình nghe xong có thấy khỉ gì đâu. Nghe qua rồi bỏ. Nghe xong cũng giống như chưa nghe. Tại vì ba la mật của mình dữ dội quá. Nghe xong thấy chưa nghe. Thành ra nó mới vậy đó. Thành ra những cái người nào mà nói dễ khó là cái không đúng sự thật. Dễ tìm người, khó tìm người, như chúng ta thì khó. Tại chúng ta tu nháp. Từ bao nhiêu là thằng kỳ tu nháp không? Đối với những người khác rất là dễ. Tại vì họ tu đàng hoàng, tu thiệt. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xà thủ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Con ngồi con nghe ngài trả lời, trong lòng con rất là hoan hỷ. Dạ, xà thủ kính nga cảm ơn bàn tay huynh Giang Nhật Hà. Mời huynh nga. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Liễu Tông, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, sẵn hôm nay có mấy câu hỏi liên quan về thiền đó, thưa sư. Thì con có nghe một số mấy người bạn đạo mà đã đi hành hương Ấn Độ hoặc là đi qua Miến Điện đó, thưa sư. Thì alo, dạ có nghe rõ không ạ? Dạ, con nghe một số bạn đã đi hành hương Ấn Độ hoặc là đi qua Miến Điện đó, thưa sư. Thì nếu mà mình qua những cái chỗ đó thì con thấy một số mấy bạn cũng có share trên Facebook đó, là con thấy rất là đông người mà rất là nhiều những cái group mà đi qua đó có thể là ngồi thiền, có số một số thì đọc kinh, có một số thì là chụp hình du lịch. Thì con chưa có đủ phước để đi qua những cái nơi đó, nhưng mà con không biết là đi tới những cái tứ động tâm, những cái nơi mà linh thiêng như vậy đó sư, mà nếu mà mình ngồi thiền á, con thấy rất là đông người, không biết là có được tập trung, có phát sanh được những cái năng lượng gì biệt không, hay là sư có thể giảng rõ cho con phần này. Thứ nhì nữa là nếu mà trong tương lai mà có cái cơ hội đi tới những cái nơi linh thiêng như vậy á, thì mình nên làm những cái điều gì cho hợp đạo. Dạ con xin sư giải thích giùm con ạ. Dạ con xin tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Ngồi thiền để quay video thôi. Chứ qua đó ngồi 5-10 phút rồi thôi. Ngồi thì ngồi cái nó cũng rớt chuyện hát. Xin thưa với quý vị đó, quý vị đi thăm bốn chỗ động tâm thì quý vị nên nghiên cứu trong kinh điển về bốn cái chỗ đó, biết như thế nào, rồi mình đi tới nơi nào đó mình thử nhớ tới Bồ Tát lúc nào là Bồ Tát lúc nào được làm gì đó. Cái đó phước nó còn nhiều hơn bài đặt ngồi ngáp ngáp thì nó là thiền. Không có thiền gì đó. Mình đi cả ngày mệt thì ngồi đó ngồi thiền cái gì. Cái thứ hai đó là cái tâm lúc đó là nó ở đâu tùm lum, nó quên cái này quên nọ, mua cái này mua cái kia đồ để xem biết ai lấy không, ở đó thấy không. Khi nào mà muốn đi mà muốn đi thiền đó, đừng nghĩ tới cái chuyện là đi chơi. Nó chuẩn bị một số vấn đề đàng hoàng rồi mới đi được, mai ra còn thiền. Chứ còn đi qua đó là vừa mệt vừa lo mất đồ vừa ấy rồi ngồi. Nhất là đi bên Ấn Độ mà. Đi nhiều khi chúng tôi chưa đi, nhưng mà hồi chúng ta ở Thái ấy rồi kia người ta có kể nghe nó nhiều khi ông sư không đi cũng kẹt lắm. Bởi vì lý do là sao? Ông sư mà xuống đứng nghĩa là tập đáy đường đó, ông sư cũng làm được. Cái gì thấy không? Nói nhiều đó không đủ mệt. Thành ra cái chuyện qua đó ngồi thì cái chuyện tào lao nhất á. Nói rồi quý vị đó buồn chứ tào lao nhất. Ngay cả những cái người đó đó để có phước hỏi là cái chỗ đồng tâm này là như thế nào còn không biết đường giải thích. Mà nhớ trong kinh điển Đức Phật chỉ nói đi bốn chỗ đồng tâm để là cái dấu ấn để cho người đó sanh về thiên giới mà thôi. Tức là sanh về cõi an lành mà thôi. Chứ không có nói để cho người đó đắc đạo quả gì đó. Trong bài kinh Đức Phật nói rõ ràng vậy.
đó, mình tới đó để mình tập, mình nhớ tới công ơn đức của Đức Phật này kia ở chỗ này đó, chính chỗ này là ngày từ trên đời xuống đó, vào ngày mấy tháng mấy rồi anh nghĩ phải biết ngày sinh của Bồ Tát như thế nào này kia, trong chỗ này là ngày ngày ngồi để ngày quán cái gì thành cái gì cái gì. Cái này không biết hết, đi tới đâu ngồi có ngó không rồi cái nói lại như nói cho hoài. Thưa quý vị, không có hoài gì đó. Thì cho tôi vài phút để tôi uống nước đây, uống hoài rồi. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ngài trở lại, và con xin cầm mic ngài trở lại, ngài cho con xin một tín hiệu, con sẽ dâng mic đến ngài. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Đó, thầy nói đi thường thường đa số đi chơi chứ không có chuẩn bị nên là không có lợi ích gì nhiều, nó thật. Nhiều người đã qua đó, họ đi về họ thầy họ muốn hỏi chúng tôi một số chuyện, họ thấy coi cho ông tôi coi mấy cái video, đó. Đi tới đó cũng đội y rồi đi rồi, Nam Mô A Di Đà Phật đồ này kia, xong thợ mình đi tới đó mình không biết chỗ đó là chỗ nào thì đừng có lợi ích gì đâu. Thành ra bây giờ quý vị nào muốn đi phải chuẩn bị những cái gì liên quan tới ngày đản sanh của Bồ Tát, liên quan tới ngày Bồ Tát thành đạo, liên quan tới ngày Bồ Tát Niết Bàn, đó bốn chỗ đó, tức là ở Lumpini, thứ hai là Bút Thác Kỳ Giá, và cái cuối cùng là Kusinara, đản sanh thành đạo Niết Bàn, mấy cái ngày là chỗ đồng tâm để mình chỉ học được mấy cái đó thôi, học để cho bảo đảm cái lộ trình tâm của mình lúc cần thử đó, nó là thiện pháp, bởi vì mình nhớ tới những cái đó là pháp để được sanh thiên. Chứ ngài không có nói chỗ nào là chỗ đó để được này được nó đó, thì mình tới đó mình hành thiền chưa chắc. Tâm lo ra nhiều hơn lo chuyện gì. Thứ hai mình không biết gì liên quan tới tiểu sử Đức Phật, ngài cũng nhắn liên quan với cái ngày chuyển pháp lưng chỗ nào ha, chuyển pháp lưng ba kinh gì. Đa số quý vị nó phải nói chứ vô rung hoặc quá nam tiền rồi nghe đây nè, nhưng mà hỏi nội dung kinh chuyển pháp lưng nói gì quý vị cũng không biết, chứ chắc quý vị biết thấy không. Thì bây giờ qua bốn chỗ đồng tâm đẳng sanh thành đạo chuyển pháp lưng với Niết Bàn, chắc chắn là quý vị mù tịch. Mà khi mù tịch lấy cái gì để tạo phước đó. Mà phước chỗ đó chỉ là phước nhân thiên thôi, chứ không phải được cái phước mà chứng đắc cái này chứng đắc cái nọ, nó là cái chuyện mà mình đi mà nó rất là phí cái thời giờ của mình, chứ không có lợi ích gì cả, tại vì mình không chuẩn bị để cái thời giờ nó phí vô ích mà thôi. Mua bích thời giá kính bạch chư tàu hàng nhà kính thưa chư mua gì tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên là tất cả chư tôn hiền giả cùng cư sĩ cùng sinh lễ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bích Thà Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, Nam mô Rất Tà Nát Tà Gia Xã. Có cả hai ngày ra trong rung quý vị hồi hướng gì rồi đó, mời mấy ngày tụng kinh dùm. Nam mô Bích Thà Gia. Dạ, sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liệu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu và hành theo lời Đức Thế Tôn dạy, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài, và do quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ
cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang sau khi chúng con sám hối, cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Dạ con tri ân sư cho con tín hiệu. Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn dê na vạn đề hằng ba đa phẳng sung bạt uất tam ăn Bụt thể do ca li tổ đô sơ Bụt thơ khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất mạng ghê nào quanh đê hăng thăm anh cho được vị thân và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đều vi tho tam ăn sang khê vô khá lý tổ đô sâu sang khô khà mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Để đạo tràng chúng con trong đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý tu tử và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như sư tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Dạ. Ekitang ba te tang tama hang ke pa me vasa me chato sa pe po ren to sang ka pa chan do pan na ra so yatam mane cho te ra so yata sa pe te yo ve va chan to sa pa ra ra ve na chato ma te pha va ton ta ra yo so ke de ka yo kom pha va pi va da na se le sa ne cha va ta pa cha ye no cha ta rom Thamma wa than te ayuvanno so kang pa lang các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tổ kiếp thời đến người ở cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm ma bằng trắng quay cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc vi bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Pha vát tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề vát ta sa pa pu tha no pha ve na sa da sa thi pha văn tu thi pha vát tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề vát ta sa pa tham ma no pha ve na sa da sa thi pha văn tu thi pha vát tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề va ta sa pa sang kham no pha ve na sa da sa thi pha văn tu thi tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người ở do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Siết ti gia chân na ra ta siết ta ma ta siết ta ma ta siết ta ma tu e đăng pha lăng e ta smin ratanata yasmin sambasa dana che ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai và ni tháp phụ ta ni samagata ni phụ ma ni qua gia ni qua anh ta lịch khê
ta tha ca tăng đê và ma nô sư vô chi tăng bồ tăng nam ma sa na sư vô tình hô tu giả ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni quả gia ni qua anh ta lịch kê ta tha ca tăng đê và ma nô sư vô chi tăng tham mang nam ma sa na sư vô tình hô tu giả ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni quả gia ni qua anh ta lịch kê ta tha ca tăng đê và ma nô sư vô chi tăng sanh khăn nam ma sa na sư vô thì hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo trụ ta được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đoà qua giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều a đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc cảnh cõi nặng tai chúng sanh được hưởng phước dày mệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp khởi kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đầm đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân Nipanat Sabat Chai Yô Hô Túc. Ý đăng quân nhân Nipanat Sabat Chai Yô Hô Túc. Ý đăng quân nhân Nipanat Sabat Chai Yô Hô Túc. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tâm, quý ngài đã quang lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc tụ đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức, trong lúc ngài Liễu Tâm thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam, và chỉ đến tới 6:30 thôi. Lúc này là rung nghỉ sớm nửa tiếng lâu rồi cho Phan ơi. Và con cũng thành tâm chia quả phước này đến với cô tu nữ Phúc Hạnh và đạo hữu Châu Phan. Mong rằng phước này trợ duyên cô tu nữ Phúc Hạnh và đạo hữu Châu Phan sớm bình phục sức khỏe và trở lại với đạo tràng, tạo được nhiều thiện pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thưa các đẳng khách.
cho mình khắc, rùm Phật giáo Nam Truyền khắc cho Phan ơi. Dạ, chỉ ở đây chỉ là mình từ 3:30 sáng ở Việt Nam tới 6:30 sáng ở Việt Nam, tức là ở Houston mình thì từ 3:30 chiều đến 6:30 chiều. Cho Phan nghe chưa? Dạ, cảm ơn cô Thu Nữ Phước Thành. Rồi, dạ bây giờ thì con xin phép được xuống mic để trong ban điều hành chúng con, dạ, để bài kệ kinh. Dạ, sau đó thì chúng con cũng xin phép được khép cửa room. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ, con thành kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Xin phép đọc về kinh Ratana Sutta. Yani thaputa ni samagata ni bumma ni vaja ni vantalikhe sape vaputa sumana bhavanto atho pisakathya sunantu pasitam tahi puta ni sametha sape metam karo dhammanusiya vaca yadi vacharato chaharanti ye paling tasmahi nerakkata panatta yankinchi vetam itava hudang vasakke suvayam ratanam vanitam nano samangati tathagate nairam vipote ratanam vanitam etena satyena suvati motukhayam viragam amatam vanitam yada chaga sakya muni samahito natena thamme na samati kinchidam vithamme ratanam vanitam etena satyena suvati hotu yambuddha setho varivanna yesu chir samati manam tarikanyamahu samati nate mo na vichati idam vithamme ratanam vanitam etena satyena suvati hotu ye pukkala atasatam basatha chatari etani yugani hantite dakhineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala nairam visanghe ratanam vanitam etena satyena suvati hotu ye sopajota manasadam he anikami no gotamasa sanamite bhati bhata amatam vigai halatha mutha niputin unchamana idam visanghe ratanam vanitam etena satyena suvati hotu yathin dakhilo atha vigisito siya chato pivate pyasambakam viyo tatho bhamam sa purisam vadami yo hariya sachani niyavya chapasati idam visanghe ratanam vanitam etena satyena suvati hotu ye ariya chani vipavayanti dhampeda bhaiye na sudesitani kinchapite hantu kusapamata na te pavangata mamadiyan dhiram visanghe ratanam vanitam etena satyena suvati hotu saha vasadat sanasambada yataya sudhamma chahita bhagwanti saka yaditi vichike chitang chasila patang vapi yadati kinchi chato chato habaye chave pamuto chacha pethana vyapapo katum vidam visanghe nang vanitang etena satyena suvati hotu kinchapi sokammang karoti bapakam kayena vacha yudacetas tasa vapapo sota sampati chada papatadi sampada savota idam visanghe ratanam panitam etena satyena suvati hotu vana bhagambe yatha posita ke himha namase matamasmingim he tatho bhamang thamma varang ade
sayine pa nagaming paramang itajay dambi buthe ratanang banitang ete na sacce na suwati hotu vado parang yu varado varahado anuttaro thamma varang ade sayine dambi buthe ratanang banitang ete na sacce na suwati hotu hinang puranang Nawang nati sampawang warat cita jatike pawasning dehi nabicha Awidun chandani pantithida yathayam badiboidam visangheda tanang banitang Etena satyena suvati hotu janita putani samagata Nipummani vaja vantalikhe Tathagatam deva manu sabuchitam bhotam namasama suvatiho Tujani thakutani samagatani pummani vaja Ivantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam Dhammam namasama suvatiho Tujani thakutani samagatani Nipummani vaja nivantalikhe Tagatam deva manu sapuchitam sangham namasama suvati hotu Dạ con đã đọc xong lời kinh Ratana Sutta. Dạ con cảm ơn.